Hồi thứ 14, múa giảng trước ba quân nức tiếng Tần Quỳnh, tặng vàng hơn 100 lạng đền ơn Liễu thị. Thơ rằng: ngọc trong đá, vàng trong bùn đục, can tương vùi dưới phong thành ngục. Gặp thì mài dũa thợ lành nghề, chọc trời ánh kiếm chói như đuốc. Trượng phu tung tích xưa nay rõ, vụt mây vụt bùn vụt chuột hổ. Vua Hán xây đàn ba quân kinh, Hoài Âm hay là gian quân đó. Khốn cùng không ép chớ nên hiền, hùng dũng đau thương há chịu hèn. Vật báo nhắn ai còn cất túi, đợi ngài sổng sảnh tiếng vàng chen. Có người xem thiên văn, thấy vùng phong thành có kiếm quý, sai Lôi Hoàng đến tìm. Lôi Hoàng đào nền nhà ngục phong thành, thấy có một hòm đá trong đựng 2 thanh bảo kiếm, một thanh có tên là Can Tương và một thanh có tên là Mạc Gia. Lưu Bang sai đắp đàn cao để phong chức đại tướng. Mọi người bàn luận ai đáng được nhận chức ấy, không ai chịu ai. Không ngờ người được phong lại là Hàn Tín, chưa có danh hiệu gì, sao làm nên công trạng to lớn được phong Hoài Âm hầu. Lời người nói chẳng sai, vận xấu đến thì vàng 10 cũng mất giá, số mai còn thì sắc rỉ cũng phát ánh sáng lóng lánh. Thúc Bảo lúc ở Sơn Đông làm bấy nhiêu việc, đến Động Châu cũng gặp bao nhiêu chuyện sóng gió, cũng chỉ vì thời vận chưa đến. Một buổi sớm gặp được La Nghệ đang là mặt đất bóng phục tận trời cao, lộ rõ tất cả bản lãnh cả đời của mình. La Nghệ cũng vì muốn cất nhắc Thúc Bảo nên mới có cuộc đại thao diễn ba quân. La Nghệ ngồi trên trướng đài, 10 vạn hùng binh đội ngũ chặt đất, chia thành từng ô vuông vắng. Phía dưới trướng đài các tướng cao thấp dàn hàng túc trực, toàn thân nai nịch gọn gàng, sắc kiếm sáng ngời, mũi thương nhọn sắc sắp thành hàng hai. Phía tả hữu, Thúc Bảo đứng phía bên tả, nhìn suốt lượt xa gần 4 phía, lòng thầm nghĩ: ta lâu nay giống như ếch ngồi dưới đáy giếng, không biết đến trời cao đất rộng, chỉ biết mỗi một đất Sơn Đông là lớn. Hãy cứ nhìn ông chú ngoài 50 của ta, râu tóc đều còn xanh đen, mà đã khoác nhung phục đệ nhất phẩm, nắm quyền sinh sát hàng vạn người. Một lời hô, 100 lời dạ, đại trưởng phu trên đời phải như thế thì mới xứng. Nào có biết đâu, lần thao diễn võ nghệ này, La Nghệ chỉ để ý thấy Thúc Bảo, chẳng hề bận tâm một sự việc gì khác. Thấy Thúc Bảo như có vẻ tính toán, lo lắng điều gì, La Nghệ liền dõng dạc gọi: Tần Quỳnh! Thúc Bảo quỳ xuống thưa: có. La Nghệ hỏi: người sử dụng vũ khí gì thạo hơn cả? Thúc Bảo vội thưa: dạ, múa song giảng. La Nghệ hôm qua trong bàn tiệc ở nhà riêng cũng đã từng hỏi rồi, nhưng sao hôm nay lại còn hỏi lại? Chỉ vì biết đôi giảng của Thúc Bảo vẫn còn đang nằm ở nhà kho của phủ Lộ Châu, chưa có thể lấy về kịp. La Nghệ bèn truyền gia tướng: đem đôi giảng bằng bạc của ta ra đây. Đôi giảng này của La Nghệ đúng là rèn bằng bạc, có cán mạ vàng, cả hai nặng hơn 60 cân. So với đôi giảng của Thúc Bảo vừa ngắn hơn lại vừa nhẹ hơn, nhưng vì đã sử dụng quen đôi giảng nặng của mình, nay cầm đến đôi giảng này của La Nghệ, Thúc Bảo lại càng có điều kiện trổ tài hơn. Hai viên gia tướng xách đôi giảng bạc ra, Thúc Bảo quỳ dưới đài, hai tay giơ lên kính cẩn đỡ đôi giảng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy vùng tích đôi giảng, chẳng khác gì con rồng bạc che kín cả thân mình, lại giống như hai con mãng xà giác ngọc lấp lánh quanh lưng. La Nghệ ngồi trên đài cao giọng khen một mình: người múa giỏi lắm. Cũng chẳng phải dưới trướng La Nghệ không có người biết múa giảng, mà chỉ có riêng Thúc Bảo biết múa thôi đâu. Chẳng qua là La Nghệ muốn cho chư tướng lên tiếng ca ngợi, khâm phục tài múa giảng của Thúc Bảo. Chư tướng cũng đón biết ý của La tướng quân, nên cả hai hàng tướng sĩ đều nhất loạt trầm trồ: giỏi lắm, hay lắm.
La Thành công tử vì ở tận ngoài viên môn của giáo trường nên phải trèo đứng lên vai của bốn vị cụ lão mới thấy rõ Thúc Bảo múa giảng như thế nào. Đến những khi Thúc Bảo múa thật nhanh, thân người cũng bị đường giảng che kín hết, chỉ thấy có ánh bạc loang loáng. La Thành cũng xích xoa thán phục, nhưng không dám la ầm ĩ, chỉ khẽ lẩm nhẩm: đúng là giỏi thật. Thúc Bảo múa xong lại quay về trước trướng đài để chờ lệnh. La Ngài hỏi tiếp: Tần Quỳnh còn biết sử dụng vũ khí gì nữa? Thúc Bảo đáp: dạ, thương cũng biết ít nhiều. La Nghệ sai mang thương đến. Hai viên gia tướng lại cầm thương đưa cho Thúc Bảo. Họ đã chọn cây thương gỗ tốt nhất ở trên giá, cái này cũng nặng tới 120 cân, hai đầu đều bịch sắt quấn gân trâu, đã lên nước bóng loáng như sơn đen. Thúc Bảo đỡ lấy, người cúi xuống đè lên cây thương, tay phải đánh mạnh, thương gãy ra làm hai đoạn. Những quận gân trâu quấn lằng nhằng không đứt. Thúc Bảo quỳ xuống thưa: tiểu tướng phải dùng hổn thiết thương mới được. La Nghệ gật đầu then: đúng là con của nhà võ tướng. Truyền cho gia tướng: hãy lấy cây thương của ta ở trên giá đem xuống cho Tần Quỳnh. Hai viên tướng y lệnh lại vác cây thương xuống. Cây này cũng nặng 120 cân, dài 1 trượng 8 thước. Thúc Bảo đỡ lấy, xoay toàn thân, kéo thương vào lòng. Thấy dáng vẻ chưa thật thuần thục, La Nghệ gật gật đầu rồi khẽ nói: thương pháp chưa được bằng múa giảng, còn cần phải chỉ bảo thêm nhiều. Lời nhận xét của La Nghệ cũng thể hiện ở soái phủ U Châu, việc rèn luyện về thương pháp rất được chú ý. Không như Thúc Bảo, không hề được truyền thụ về cách sử dụng thương pháp cho đến nơi đến chốn. Làm công sai ở Tế Châu chẳng qua học được ít miếng của bạn bè. Trong cảnh tự do tự tại, mang phong cách lục lâm giang hồ mà thôi. Cho nên không thể qua được mắt tài nghệ của La Tướng Quân. Nhưng vì nghe La Nghệ ngợi ca tài múa giảng, lại thấy Thúc Bảo không hề lúng túng, không hề phải lấy sức, vẫn múa nhẹ nhàng cây thương nặng 120 cân. Nên tướng sĩ cho đến lính tráng đều đủ kinh ngạc, mà cũng khó nhìn rõ tài nghệ đã đến đâu. Cuối cùng cũng được khắp giáo trường tán thưởng. Thúc Bảo biểu diễn thương xong, La Nghệ truyền lệnh tam quân thao diễn. Một tiếng pháo nổ đinh tai, chỉ thấy trận xếp tám phương, cờ tung năm sắc, cọp rồng đua cánh, tàn quạt rợp trời, mây đen ngang dọc, cờ đen chỉ phương Bắc hùng quân, ráng đỏ thẳng sông, cờ đỏ chỉ phương Nam dũng sĩ. Tuyết phủ đầy đồng khắp nội, hiệu báo canh tàn. Xuân về núi thẳm hang sâu, màu nêu giáo ất. Xấu tốt chặn giống đá giang lăng, mạnh yếu vẫn nội quân U Lý. Thao diễn xong, viên quan sướng lệnh trong quân hô lớn: chư tướng, tam quân thao diễn đã xong, thừa lệnh tổng quản tướng quân đến phần tỷ thí cung tên. La Nghệ gọi Thúc Bảo hỏi: nhà ngươi có thạo cung tên hay không? La Nghệ hỏi thế cũng là có ý, nếu Thúc Bảo biết bắn thì thi, còn nếu không biết thì thôi, chẳng hề bị mang tiếng xấu xa gì. Nhưng Thúc Bảo lúc này đang hồi đắc ý, tự thấy mình giảng rồi thương đều giỏi giang, nên cũng buộc miệng thưa: dạ có. Có ngờ đâu trong số hơn 1.000 viên tướng dưới trướng của La Nghệ cũng có tới hơn 300 viên thần tiễn. Từ 300 đó lại chỉ chọn ra có 60 viên giỏi nhất trong việc vừa trên ngựa vừa bắn cung, đều là những kẻ bách phát bách trúng, với đích bắn là cán thương dài nạm bạc. Trên những viên tướng này xem là trò đùa con trẻ, La Nghệ hiểu rõ điều này, lại biết rõ sức lực của Thúc Bảo, nên lệnh cho gia tướng lấy cho Thúc Bảo một chiếc cung của mình vẫn hay dùng, vừa dài vừa cứng và 9 mũi tên. Quân chính ty lập tức ghi tiếp theo Thúc Bảo vào cuối sổ dự thi, rồi bước lại trướng đài quỳ thưa: trình tổng quản tướng quân, xin tướng quân chỉ định đích bắn. La Nghệ cũng vì có Thúc Bảo trong bọn thi tài nên phán ngay:
lấy cán thương cũng như mọi lần. Những cán thương làm đích bắn ở giáo trường lại càng dễ trúng, đều được làm bằng gỗ mềm, mỗi cán dài 9 thước, cách 180 bộ. Cứ mỗi lần tên bắn trúng vào cán thương thì sẽ có cờ hiệu xanh phất nhất loạt để thay tướng khác vào bắn, theo đúng thứ tự xứng danh của quân chính tiên. Những viên tướng này đều phải rèn luyện một ngày, đến viên kỳ bài quan mới được nhận chức sử đại nại, nữa là đã có tới 57 tướng dự thi bắn, mà chưa từng có một mũi tên nào bị chệch khỏi cán thương rơi ra ngoài. Thúc Bảo đứng xếp hàng phía sau thấy quang cảnh như vậy, trong lòng thầm hối hận, đáng ra ta cũng không nên khoác lác quá. Vừa rồi khi la tướng quân hỏi có thạo cung tên không, ta chỉ cần đáp không thạo như thế là xong, tướng quân cũng chẳng ngạc nhiên gì. Sao ta lại dại dột trả lời là có, giờ ta biết phải làm sao đây? Bộ đơn vị đo chiều dài tùy thời thay đổi, thường khoảng cách giữa một bước chân là một bộ. La Nghệ vốn là người rất cẩn thận tinh tế, bày ra chuyện thi bắn cung này cũng chính là để chỉ Thúc Bảo trổ tài. Nay thấy tinh thần Thúc Bảo có vẻ hoảng hốt, ngỡ là việc cung tên Thúc Bảo cũng chưa được luyện tập nhiều, liền gọi Thúc Bảo đến rồi hỏi: người có thấy các tướng dưới trướng của ta bắn có giỏi hay không? La Nghệ hỏi thế vẫn là có ý tốt, chỉ cần Thúc Bảo khiêm nhường, La Nghệ có thể ra lệnh miễn thi bắn cho. Thúc Bảo vẫn không hiểu ra thiện ý của câu hỏi đó, với vẻ cuồng vọng của một bậc thiếu niên, không chút từ tốn đáp: trừ tướng đều bắn vào đích đứng yên, chưa đủ lấy làm lạ. La Nghệ hỏi: người bắn còn tài hơn nhiều hay sao? Thúc Bảo thưa: tiểu tướng có thể bắn được chim đang bay ở trên trời cao. Chả cần đến người nhiều tuổi sáng suốt như La Nghệ mới hiểu ra là Thúc Bảo không bắn thạo một cái đích như thế, cũng muốn xem Thúc Bảo bắn chim bay như thế nào, nên ra lệnh cho các chư tướng tạm ngừng việc thi bắn cán thương, xem Thúc Bảo bắn chim trên trời cao. Quân chính tỳ lập tức gấp sổ lại, chư tướng buông cung bỏ tên vào túi. Thúc Bảo thì dương cung chờ sẵn, đứng ngay bên thềm đài hình bán nguyệt. Giữa thanh thiên bạch nhật, bầu trời trong suốt, không có một con chim bay. Chỉ bởi cả muôn vạn tinh binh cờ dông trống giống để thao diễn thì chim nào còn dám bay đến. La Nghệ bèn ra lệnh: lệnh cho quan coi tiền lương đem ra mấy miếng thịt bò tươi treo ngay ở trên đỉnh cột cờ. Thế là thịt bò treo lên, thỉnh thoảng những giọt máu tươi lại nhỏ giọt. Lúc bấy giờ ở vách núi gần đó thấy có một vài con chim ưng đói, nó mon men tìm đến. Thói thường người trong cuộc thì mê, nhưng người bên ngoài thì lại sáng suốt. La Thành ngoài viên môn lúc này thầm nghĩ: anh Thúc Bảo giờ định giở trò xấu chơi đây, bắn bầy chim sẻ quả đen thì còn dễ, chữ chim ưng thì làm sao mà hạ nổi. Con hư không bị quán bởi mắt người, con cá không bị loa vì nước trong. Trời xanh thảo nguyên, xanh không làm lạc mắt cái con chim ưng được. Trong mắt chim ưng có đôi đồng tử nhỏ bằng hạt đậu. Chim đang bay lưng trời, dưới bãi cỏ bên sườn núi chỉ thấy một hạt đậu lăn đi lăn lại là nó cũng đã nhìn thấy. Anh ấy nói có thể hạ được chim ưng đang bay chỉ là khoác lác một chút cho sang. Nhược bằng không bắn được, phụ thân sẽ không trọng dụng anh ấy nữa, thì thật là đáng thương cho một anh hùng vừa lỡ vận, từ ngàn dặm đã đến đây. Thôi ta phải giúp anh ấy một tay mới xong. Nghĩ rồi mở áo khoác, lôi chiếc cánh cung hoa tiêu của mình ra, lắp tên vào, dương lên chờ sẵn. Lại có cố ý lấy áo khoác che bớt. Hàng vạn quan quân đều đang chú mục chờ Thúc Bảo bắn chim ưng. Chẳng ai biết chuyện La Thành đang dương cung ngoài cửa đông này. Chỉ có bốn cựu lão ở ngay dưới chân La Thành cũng chẳng biết thì thôi. Hai người đứng bên phải lúc nào cũng luôn miệng chuyện trò, chẳng để ý gì đến xung quanh. Hai người bên trái vì bị ánh mặt trời chiếu vào mắt phải lấy tay che để nhìn cho rõ.
thúc bảo bắn ưng là thành lại dương cung rất nhẹ nhàng, không một tiếng động nhỏ, nên cả bốn người đều không hay biết gì. La Thành cũng tính thật kỹ lưỡng, lúc nào thì nên bắn tên đi. Nếu thúc bảo chưa bắn thì La Thành bắn có ích gì, nên La Thành vẫn dương cung trực sẵn mà thôi. Đáng lo ngại là thay cho thúc bảo lúc này đã thấy chim xuất hiện gần mấy miếng thịt bò tươi, cũng đã dương cung sẵn. Mọi người reo hò thúc giục, chim vẫn bay đi bay lại. Thúc bảo không còn biết thế nào, chỉ còn cách giơ ngựa cung bắn một phát. Dây cung khẽ động, chim ưng đã biết có tên đến gần, liền xoay thân hình một vòng kính, vỗ mạnh đôi cánh vừa đầy những lông vừa cứng như sắt, chụp lấy mũi tên của thúc bảo mà thân hình chẳng hề một xây xát nhỏ nào. Thúc bảo thấy thế trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng rồi lại thấy con chim ưng đó nó vật vã đôi cánh, liện bên này chao bên kia, nó không còn giữ được thăng bằng nữa, từ từ rơi xuống đất trước mặt ba quân tướng sĩ. Cả thao trường lại một lần nữa náo động, ai nấy cũng đều hò reo ầm ĩ như phát cuồng. Kẻ đứng xem hò reo một tiếng, người trong cuộc phấn khởi trăm lần. Tất nhiên, ngay cả đến thúc bảo cũng không rõ vì sao con ưng đó nó lại rơi xuống. La Thành thì lại giấu cung hoa tiêu của mình vào trong áo khoác như cũ, rồi cùng bốn cựu lão lên ngựa trở về soái phủ trước. Quân lính chặt nhặt con ưng dâng lên cho La tướng quân. La Nghệ vì vẫn thiên vị thúc bảo ngay từ đầu, nên tự thân xuống ngay trướng đài, gài cho thúc bảo một bông hoa đỏ vào trên áo, rồi giống trống cờ mở rước về soái phủ, truyền lệnh tất cả chư tướng không kể có tham dự tỷ thí hay không đều được thưởng nhất loạt. Ba quân cũng vậy, đều được ban rượu thịt để tưởng lệ sự khó nhọc. La Nghệ về hậu đường, La Thành thì đã về nhà riêng từ trước. Riêng chuyện bắn tên giúp thúc bảo cũng không dám nói với mẫu thân, chỉ sợ lộ chuyện thúc bảo sẽ mất thể diện chăng. Sau đó La Nghệ về yến tiệc tại nhà riêng, nói chuyện với Tần phu nhân. Tần huynh múa giảng giỏi lắm, cùng tên cũng thật lạ lùng ít có, chỉ có thương pháp là chưa có được rèn luyện chu đáo mà thôi. Rồi quay ra nói với thúc bảo, trong soái phủ cũng có sân tập luyện, cháu phải cùng em học thêm thương pháp. Thúc bảo thưa, xin tạ ơn những lời chỉ giáo của chú. Từ đó hai anh em ngày ngày cứ ra sân tập ngựa luyện thương. La Nghệ những hôm nghỉ việc cũng ra bày vẽ thêm những đường thương gia truyền của họ La. Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, thúc bảo vốn là người con có hiếu, chỉ tính từ ngày đi công sai ở Lộ Châu, hẹn trên dưới một tháng sẽ về. Chẳng ngờ được chuyện rẻ muôn đường, bao nhiêu rắc rối xảy ra, đến nay vẫn chưa về được Sơn Đông để chăm sóc mẹ già. Cũng không thể nói vì ở ngoài soái phủ đông người vui cảnh mà quên cả quê nhà, quên cả mẹ già, mà thật ra là lòng thương nhớ người thân không lúc nào là không có. Nhưng vì thúc bảo hiểu ra rằng nếu ta đến U Châu này để thăm họ hàng, ở đã lâu ngày lấy cớ mẫu thân trong ngóng, cáo từ thì thật dễ dàng, nhưng hiện nay ta vẫn là người đi đài, mai mà gặp chú cô che chở, nếu xin về không biết La tướng quân sẽ trả lời như thế nào, có bằng lòng cho ta về hay không. Nếu như La tướng quân lại đáp, hiện giờ ta đang làm quan ở đây, người về thì cũng có thể được, nếu ta không làm quan ở đây, ngươi có về được hay không? Lúc bấy giờ về cũng không xong, mà ở cũng dơ dáng nốt. Những điều này không phải bây giờ thúc bảo mới nghĩ đến, mà ngay những ngày đầu nhận được cô chú, thúc bảo đã nghĩ ra. Giờ chỉ có cách nhờ La Thành chờ dịp nào đấy nói hộ với cô, rồi cô sẽ lo lắng cho mình để trở về là tốt hơn cả. Nhưng tính khí của La Thành vẫn còn trẻ con, đã thích ai thì suốt ngày không rời người ấy một bước. Từ ngày gặp được thúc bảo, anh em hợp tình lại rất phục cử chỉ bản lĩnh anh hùng của thúc bảo, đời nào lại bằng lòng cho thúc bảo về Tế Châu. Để rồi lỡ phụ mẫu có đánh mắng,
còn có người sinh cho mình. Cho nên dù có thuyết phục La Thành bao nhiêu thì có khi La Thành ngoài miệng cũng sẽ tỏ vẻ bằng lòng. Hôm qua đã nói với mẫu thân, phụ thân một vài ngày nữa sẽ cho anh về Tế Châu mà thôi. Thành ra vẫn chẳng dám ngỏ lời. Ngày tháng càng dài mãi mà vẫn chưa được trở về. Mãi cho tới tháng 8 năm thứ 3 đời Nhân Thọ, một hôm La Nghệ ngồi trong thư phòng hỏi về việc học hành của hai anh em. Lúc này La Thành còn chưa kịp chải đầu, La Nghệ ngước mắt nhìn lên tường, có đề bốn câu thơ. La Nghệ nhận ra nét Thúc Bảo. Thì ra Thúc Bảo vì quá tha thiết về quê, một lần uống mấy chén rượu, bỗng hứng lên đề mấy câu thơ trên tường như thế này. La Nghệ nhận ra tình cảm của Thúc Bảo, trong lòng không vui, mấy câu như thế này: Một ngày xa cách một ngày đau, lẽ bạn chim rừng ủ rũ sầu, đất khách dẫu vui cho đến mấy, lòng quê hôm sớm vẫn nao nao. La Nghệ không chờ chuyện trò với hai anh em nữa, ra phía phòng sau. Phu nhân ra đón rồi hỏi: Tướng quân vào thư phòng để xem việc học hành của hai anh em, sao đã thấy vào đây? La Nghệ phàn nàn: Chúng nó không chịu rèn luyện, thì dù có bắt chúng rèn luyện cũng chẳng xong. Phu nhân hỏi tiếp: Sao tướng quân lại nói như thế? La Nghệ đáp: Phu nhân, từ ngày cháu tới U Châu, ta xem nó chẳng khác gì La Thành, không hề có sự phân biệt. Ta cũng muốn giữ ở đây ít lâu, để nó lập nên công trạng gì đó, rồi sẽ tâu với triều đình, phong cho quan chức, để rồi mặc áo gấm trở về quê hương. Không ngờ nó chẳng biết lòng tốt của ta, mà lại có vẻ oán giận. Vừa rồi vào thư phòng, thấy trên vách có đề bốn câu thơ, đều nói tới lòng nhớ nhà nhớ quê. Thì ra ta còn giữ ở đây cũng vô ích. Phu nhân nghe thế nhỏ nước mắt mà thưa: Tiền huynh sớm từ giả cõi thế, chị dâu ở quá một mình, ở quê người đất khách, chỉ có mỗi một mình nó. Ra đi đã gần một năm nay, nhìn bốn bên chẳng có người máu mủ. Bây giờ lại được tướng quân nâng đỡ, cháu nó mà kiếm được một chút địa vị, mặc áo gấm về làng thì cũng là điều tốt, nhưng chi bằng cho nó về chăm sóc mẫu thân thì hơn. La Nghệ hỏi lại: Thế ý phu nhân cũng muốn cho nó về quê hay sao? Phu nhân đáp: Chị dâu tuổi cao, ngày ngày lo lắng, trông chờ, chẳng có gì phải bàn nhiều. La Nghệ kết luận: Bất tất phải sục sùi mà làm gì, giờ chỉ sắp xếp cho nó về quê, vậy thôi. Rồi cho dọn tiệc tiễn hành, sai bên ngoài lấy một con ngựa tốt, một bộ yên cương, đi đường, đem vào trong soái phủ. La Nghệ về phòng mình, sai Tiểu Đồng đến thư phòng, dặn Thúc Bảo: Nói với Thúc Bảo ghi rõ những thứ còn nằm ở trong kho của phủ Lộ Châu, đem sang đây để ta viết thư. Lúc này Sái Kiến Đức vẫn còn trị nhậm ở Lộ Châu, cho nên cũng rất tiện cho Thúc Bảo quay lại cầm thư của La Nghệ để lấy những tư trang vũ khí ngựa cởi của mình. Tiểu Đồng sang thư phòng nói với Thúc Bảo: Tiểu chủ, ý của La đại nhân có vẻ bằng lòng cho tiểu chủ về Sơn Đông. Truyền tiểu chủ ghi lại tất cả các thứ còn ở kho phủ Lộ Châu để La đại nhân viết thư. Thúc Bảo nghe xong lòng vui vô hạn, vội lấy giấy bút kê khai rõ ràng. Tiểu Đồng mang trình cho La Nghệ. La Nghệ viết hai lá thư, một gửi cho sái thứ sự ở Lộ Châu để lấy đồ đạc, một lá thư tiến cử Thúc Bảo với Sơn Đông đạo hành đài lai tổng quản. Tiệc rượu bày xong, La Nghệ báo Tiểu Đồng: Mời Thúc Bảo cùng phu nhân ra uống rượu tiễn hành. Phu nhân chỉ tiệc rượu nói với Thúc Bảo: Đây là tiệc rượu chú cho bài để thầy cô tiễn cháu về với mẫu thân. Thúc Bảo lạy sát đất. La Nghệ kéo dậy mà nói rằng: Không phải ta không giữ cháu để mong lâu dài có được ít công trạng nào đó, kiếm chút quan chức thì cùng về sẽ vẻ vang hơn, để mai kia cháu còn kế tục được công nghiệp của tiền nhân. Nhưng ta không nghĩ tới chuyện mẫu thân cháu ngóng trông không như ý ta. Cô cháu lại khuyên thân mẫu cháu tuổi cao sức yếu, nay ta để cho cháu được trở về,
Đây là hai phong thư, một gửi cho Sái Kiến Đức ở Lộ Châu để cháu lấy đồ đạc, một gửi cho Sơn Đông Đạo Hành, Đài Kim Thanh Châu tổng quản họ Lai, tên Hoạch Nhi. Ta là hàng cha chú của họ Lai, nay đang tiến cử cháu làm kỳ bài quan dưới trướng của họ Lai. Mai kia nếu lập được công trạng thì đường tiến thân của cháu sẽ càng rộng mở. Thúc Bảo cúi đầu tạ ơn cô chú, lại vái lại Lan Nghệ bốn lại, rồi tất cả ngồi vào bàn tiệc rượu. Yên Cương hành lý đã chuẩn bị chu đáo, Thúc Bảo ra soái phủ, anh em Uất Trì đã biết trước cũng đặt rượu tiễn hành. Thúc Bảo vì nghĩa nặng không thể từ nên cũng gượng uống mấy chén rồi lên đường qua Trác Châu. Ở đây Trương Công Cẩn còn tỏ ý giữ Thúc Bảo lại chơi thêm vài ngày, nhưng vì Thúc Bảo nóng lòng về quê nên cứ cương quyết ra đi. Công Cẩn lại viết thư nhờ gửi đơn Hùng Tính, hai bên chia tay. Thúc Bảo lòng muốn quá thành mũi tên, ngựa không dừng vó. Ba ngày sau đã về tới Lộ Châu, Hà Đông rồi. Vào thành lại tìm đến trước cổng phủ Đường, đến quán trọ của Vương Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vừa thoáng thấy bóng Thúc Bảo, vội chạy trốn ra sau, gọi Liễu Thị: "Mình ơi, nguy lắm rồi." Liễu Thị vội hỏi: "Có chuyện gì thế?" Tiểu Nhị đáp: "Cái ông quý khách họ Tần hồi trước thiếu tiền cơm, sao vì can tội phải đi đày ở U Châu. Chưa đầy một năm nay đã trở thành một ông quan trở về, đầu đội khăn the đen, vừa mới cởi ngựa qua cổng phủ. Nhất định ông ta sẽ tới đây để trả nợ cũ, làm thế nào bây giờ?" Liễu Thị giảng dạy: "Người xưa đã nói, khách đi lưu chút nghĩa, mai mốt còn thấy nhau. Nhưng lúc ấy tôi đã khuyên can, mình chẳng nên đen bạc khắc nghiệt quá. Mình chẳng chịu nghe, nay còn mặt mũi nào mà trông thấy Tần quý khách nữa. Mình hãy lánh mặt đi là hơn." Tiểu Nhị đáp: "Trốn cũng không xong." Liễu Thị hỏi: "Sao lại trốn cũng không xong?" Tiểu Nhị đáp: "Mình là nhà hàng, nếu ông ta đến gọi ra gặp mặt, thử hỏi trốn đi đâu bây giờ." Liễu Thị hỏi: "Thế thì ta phải làm thế nào?" Tiểu Nhị đáp: "Nếu ông ấy hỏi thì cứ nói tôi chết rồi là xong. Người chết thì không ai kể quán, hỏi tội làm gì nữa. Đến lúc ông ta đi rồi thì tôi hãy ra vậy." Lập tức Tiểu Nhị chuẩn bị mọi thứ, dặn vợ nên nói năng khóc lóc như thế nào, cuốn cuồng cả lên. Liễu Thị vốn hiền lành đành phải nghe theo, khóc lóc sụt sùi ở nhà trong. Thúc Bảo đến trước cửa quán, Liễu Thị ra chào: "Tần quý khách mới về." Thúc Bảo đáp: "Chào chị, ta tìm đến đây để tạ ơn cho chị về chuyện trước đây." Rồi bảo đầy tớ trong ngựa hành lý, đợi Thúc Bảo vào phủ Đường gặp Sái Thái Thú, đưa thư của La Nghệ. Lúc này Sái Thái Thú đang ngồi trên công đường, lính canh cổng vào trình có quan sai của La Tổng Quản đã đem thư đến. Thái Thú sai mời vào. Thúc Bảo cũng vốn là người cẩn thận, gặp lúc đắc ý lại thấy càng cần có ý tứ hơn, nhũng nhặn từ cửa đi vào. Thái Thú ngồi trên ghế cao nhận ra là Thúc Bảo, liền xuống thềm thân hành mời lên ghế ngồi. Thúc Bảo bước lên thềm bán nguyệt bái chào. Thái Thú hỏi chuyện về La Tổng Quản, sau đó nhắc lại chuyện ở rừng Tạo Giác Thái Thú cũng đã có châm trước như thế nào, để Thúc Bảo chỉ phải đầy đi xung quân. Thúc Bảo thưa: "Nhờ Thái Thú che chở, Tần Quỳnh này xin ghi nhớ ơn sâu." Thái Thú nói tiếp: "Đồng Hoàng cùng bội chi ở U Châu về đã nói chuyện lạ, Tổng Quản là họ hàng thân thiết, ta cũng mừng thay. Thành ra từ chuyện rủi quá ra mai, cũng vì vậy mới nhận được người nhà ruột thịt." Thúc Bảo thưa: "Trình Thái Thú, hiện có thư của La Tướng Quân gửi cho ngài." Thái Thú cầm thư mở ra thì đúng là nét chữ của La Tổng Quản. Không lại án ngồi, Thái Thú đứng đọc ngay trước mặt của Thúc Bảo. Đọc xong nói với Thúc Bảo: "Tần tráng sĩ, La Tướng Quân trong thư này không nói chuyện gì khác, chỉ nói tráng sĩ tới đây để lấy những thứ năm xưa ở Lộ Châu." Thúc Bảo thưa: "Dạ." Thái Thú gọi viên coi kho lấy sổ sách của năm thứ hai đời Nhân Thọ, đối chiếu xem tang vật còn lại những gì. Giữa sổ sách với vật hiện còn trong kho còn hay mất mát, thật chỉ còn có 50 lạng bạc vụn đựng trong một cái túi vải.
Ngựa hoàng phiêu thì đã đem đi bán được 30 lạng, đã nạp lại cho kho. Lụa ngũ sắc 10 tấm, khăn lớn 1 tấm, hiện vẫn còn đủ. Yên cương khảm bạc, một bộ cũng chưa có bị mất. Một đôi giản đồng cũng vẫn còn đấy. Thái thú lệnh cho đem ra trước công đường, giao trả lại cho Thúc Bảo. Một mình Thúc Bảo thì làm sao khuân hết được bao nhiêu thứ lĩnh kỉnh. Cũng may đồng hoàng kim giáp trông thấy, giúp đem đi cho. Sái thái thú lại còn bảo viên coi kho: hãy lấy trong sổ công phí 100 lạng bạc, gói ghém cẩn thận, tặng cho Tần Tráng Sĩ để làm lộ phí. Chính là gặp thời dễ kiếm vàng muôn lạng, lỡ vận khôn mua rượu nửa bầu. Thúc Bảo lại chào sái thái thú, cầm 100 lạng bạc cùng với đồng hoàng bội chi, mang theo tất cả đồ đạc đến quán của Vương Tiểu Nhị. Thúc Bảo cùng bội chi đồng hoàng chào hỏi nhau xong, thấy Liễu Thị vừa khóc lăn lóc vừa thưa: chồng thiếp làm nhiều điều không phải với Tần quý khách, thật đắc tội vô cùng. Từ lúc Tần quý khách vướng vào chuyện rắc rối, nhà lại mấy lần đến hạch sách, cũng mất ít lạng bạc, lòng lo nghĩ không yên nên đã nhiễm bệnh qua đời rồi. Thúc Bảo đáp: chuyện năm ngoái cũng chẳng qua lỗi lầm gì ở Vương Tiểu Nhị đâu. Ta thì túi rộng không, Tiểu Nhị thấy thế, thối đời ấm lạnh là chuyện thường, xưa nay đều như thế. Nhưng cũng may còn được chị chăm sóc cái kim sợi chỉ, đến nay ta vẫn không dám quên. Nay chồng chị đã mất, chị lại ở quá nuôi con nhỏ. Ta cũng đã từng nói với chị có thể sánh với phiếu mẫu ở Hoài Âm. Nay hãy xin biếu chị 100 lạng vàng để làm kế lâu dài. Liễu Thị bái tạ, Thúc Bảo giữ đổng hoàng bội chi lại quán Tiểu Nhị, còn mình thì lên ngựa ra cửa nam tìm mẹ con Cao Khảo Đạo. Không ngờ mẹ con Cao Khảo Đạo nửa năm trước đã chuyển đi nơi khác. Giàu dễ trả nghĩa trả ơn, nghèo kia mới khó thiệt hơn giúp đời. Cứ xem hàng tính mà coi, nghìn vàng đâu xứng với người cho cơm. Thúc Bảo về quán, gói buộc đồ đạc lên sau yên ngựa. Con ngựa đã thấy khó mang nổi bấy nhiêu thứ, bội chi lại bàn: hay là chịu khó dắt ngựa tới Nhị Hiền Trang, hai chúng tôi sẽ cùng đi với đại huynh, mượn một con ngựa của đơn viên ngoại nữa mà về quê vậy. Mọi người lại chào Liễu Thị, đi ra cửa Tây về Nhị Hiền Trang. Không rõ sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ biết. Hồi thứ 15, Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già, Tề Quốc Viễn chặn đường đón bạn mới. Thơ rằng: tình bạn dẫu rằng trọng, nghĩ nhà đâu dám khinh. Lưng còng luôn tự nhớ, tóc bạc vấn vương tình. Lòng rối như mây cuộn, ơn dày tự cỏ xanh. Mẹ già đứng từ cửa, như dục bước hành trình. Trong ngũ luân, sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là bạn bè. Chỉ có bạn không thì chưa phải là người con hiếu. Suy cho cùng cũng không thể là người bạn tri kỷ được. Thúc Bảo khi ở soái phủ với La Nghệ, chỉ vì lòng thương nhớ người thân, công danh cũng chẳng thiết. Vốn là do chữ hiếu ấy, đơn hùng tính giữ không cho Thúc Bảo cùng về quê với Phàn Kiếm Uy vội. Chính vì thế, để đến nỗi Thúc Bảo về một mình, mới xảy ra việc đáng tiếc ở rừng Tạo Giác. Thúc Bảo phải đi đày ở U Châu, khiến càng phải cách xa mẫu thân, lòng càng băn khoăn. Xung quân ở U Châu đi đứng nào được tự do, hùng tính dẫu có lòng cũng không thể nào lo được. Ngũ luân, năm quan hệ lớn của người ta theo đạo đức phong kiến: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Nài nghe tin Thúc Bảo về Lộ Châu lấy hành lý, hùng tính trong lòng nghĩ thầm: lần này thế nào Thúc Bảo cũng tới thăm ta. Cứ sắp sẵn tiệc rượu, tựa cửa mong chờ. Ba người vì đi bộ nên cũng dằn dai mãi mới tới. Lúc này trăng đã mọc trên dãy núi phía đông, hoa lá loáng choáng, lại nghe tiếng ngựa hí trong rừng. Hùng tính cao giọng hỏi: có phải hiền huynh Thúc Bảo đó chăng? Bội chi thay lời thưa vội: dạ đúng.
Hùng Tín vỗ tay cười ha hả, đúng là Nguyệt Minh Thiên Lý cố nhân lai. Trăng sáng bạn cũ ngoài nghìn dặm đã trở về, dắt tay cùng nhau về trang trại, mặt mày ai nấy nặng rạng rỡ, lại được thêm Đổng Hoàng bội chi, vui càng thêm vui. Về đến sân, Hùng Tín sai người cởi yên cương đem hành lý vào thư phòng, mọi người cùng nhau giao bái. Đầy tớ bưng rượu thịt ra, bốn người cùng ngồi. Thúc Bảo đưa thư của Trương Công Cẩn, Hùng Tín lên tiếng: năm ngoái Hiền Quỳnh tới U Châu, Hùng Tín này vẫn thắt thỏm không yên. Mãi đến khi có thư về, cũng có kể sơ qua về việc Hiền Quỳnh đã gặp lại La Tướng Quân cùng Tần Phu Nhân. Nay Hiền Quỳnh hãy kể tỉ mỉ hai năm qua đã làm những gì và gặp những ai. Thúc Bảo ngừng chén rồi đáp: tiểu đệ thật có muôn tiếng nghìn câu để nói cùng Đơn Nhị Ca, nài thấy mặt một câu cũng không nhớ. Lòng lúc nào cũng mong được cùng ngồi chung bàn, nằm chung chỗ để giải bài gan ruột. Không phải Hùng Tín này hiện không muốn giữ khách, mà có ý đuổi khách đi đâu. Sau khi đã cùng nhau cạn chén rượu mừng, xin Hiền Quynh lại cho lên đường. Hùng Tín này quả không muốn giữ lâu thêm nữa. Thúc Bảo vội hỏi: có chuyện gì thế Đơn Nhị Ca? Hùng Tín vội đáp: hai năm qua, từ ngày Hiền Quynh đi U Châu, bá mẫu gửi tới Nhị Hiền Trang này 13 lá thơ, 12 thơ đầu đều là nét chữ của bá mẫu. Hùng Tín này đã gửi quà, gửi thư an ủi bá mẫu. Nhưng cách đây chưa đầy tháng, thơ thứ 13 tới thì không phải nét chữ của bá mẫu, mà là viết theo lời của bá mẫu dặn. Trong thư có nói bá mẫu bị ốm, không thể cầm bút viết được. Theo ý Hùng Tín này, hiền đệ phải nên tức tốc đi về quê gặp bá mẫu để trọn vẹn đạo hiếu. Thúc Bảo nghe thế thì tay chân rã rời, nước mắt lã chả: Đơn Nhị Ca, sự thề đến thế này, tội của đệ không thể tha. Nhưng con ngựa của đệ cởi ở U Châu về lại yếu quá, đường thì còn dài, lòng thì muốn nhanh, nhưng ngựa lại chậm, làm thế nào bây giờ? Hùng Tín nói: ngài Hiền Quynh đi U Châu, phủ Lộ Châu có mang con hoàng phiêu đem ra bán. Hùng Tín bèn đem 30 lạng mang nạp vào kho phủ để mua lấy con hoàng phiêu về Nhị Hiền Trang này. Cứ mỗi lần nhớ tới Hiền Quynh lại ra tàu ngắm hoàng phiêu, thấy vật để nhớ người. Hôm qua ra tàu ngựa, con hoàng phiêu hình như cũng biết chủ cũ của nó sắp về, nên nó vừa nhảy vừa hí mãi không thôi, như muốn mách với mọi người điều gì. Quả thật hôm nay Hiền Quynh lại có mặt ở nơi đây. Nói rồi gọi đầy tớ dắt con hoàng phiêu ra. Thúc Bảo bái tạ, Hùng Tín đem yên cương của phủ Lộ Châu trả lại. Vốn là Hùng Tín đo kích thước con hoàng phiêu mà đặt, lau chùi sạch sẽ, tu sửa cẩn thận, đem hành lý buộc chu đáo, rồi không quay lại bàn rượu nữa. Thúc Bảo từ biệt ba bạn, lên ngựa ra khỏi trang trại, dục ngựa ra rồi như một luồng gió. Thi đậu ngựa về quê, thuyền buồm căng gió bay, một mạch thẳng vun vút như tên nỏ buông dây. Vó ngựa rủi dông, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù của gió. Qua Phùng Châu thì trời vừa sáng rõ, vượt được 1.300 dặm đường. Giữa giờ ngọ ngày hôm sau thì đã về đến đất Tế Châu. Tính cả đầu lẫn cuối, Thúc Bảo đã xa Tế Châu đã được 3 năm. Mãi nay mới nhìn được quê, lòng quả như có cánh, đề mau để về tới nhà mình. Về đến đường phố, Thúc Bảo xuống ngựa, lấy khăn chùm kín đầu sợ người quen nhìn thấy. Chân bước vội men theo tường thành, vào nhà theo cửa sau. 3 năm xa vắng, cửa ngõ tiêu điều, Thúc Bảo tay dắt ngựa, tay gõ cửa. Trương Thị ở trong nhà nghe thấy bèn cao giọng hỏi: ai? Chồng ta 3 năm nay đi xa nhà chưa về, ai lại phá cửa sau nhà ta như thế? Thúc Bảo nhận ra tiếng của Trương Thị, nước mắt như muốn ứa, liền vội lớn tiếng hỏi: Mình ơi, mẫu thần ta bệnh tình ra sao? Ta đã về nơi đây. Trương Thị đã nhận ra tiếng chồng mình mà vẫn chưa dám tin là thật, tuy vậy vẫn đáp: thân mẫu bệnh tình vẫn chưa có bớt. Rồi vội vàng ra cổng, Thúc Bảo dắt ngựa vào, Trương Thị đóng cổng lại. Thúc Bảo buộc ngựa, Trương Thị lâu nay giữ trọn đạo nhà,
thấy chồng về cũng chẳng cần biết chồng đã làm đến chức quan gì, trong lòng vừa mừng vừa lo. Vợ chồng lại chào nhau, Trương Thị lên tiếng: "Thân mẫu uống thuốc xong vừa mới chợp mắt, người gầy yếu lắm, mình hãy khoan vào." Thúc Bảo nhón chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ của mẫu thân, thấy hai hầu gái giờ đã lớn hẳn. Thúc Bảo cúi xuống giường thấy mẫu thân thở rất yếu, chân tay thì gầy như củi khô. Biết hết sức mình, Thúc Bảo chỉ khẽ nắm tay mẫu thân rồi gõ nhẹ vào chiếc ghế dựa ở mặt bên giường và gọi nhẹ nhàng: "Mẫu thân, tỉnh dậy nào." Ninh Thị như vừa tỉnh mộng nhưng không đủ sức quay người lại để gọi Trương Thị. Trương Thị lên tiếng: "Dạ con đây." Ninh Thị thông thả từng lời: "Con, chồng con có lẽ không còn trên đời này nữa. Ta vừa chợp mắt đã được một giấc ngắn, thấy nó đã đứng ở bên giường. Nó gọi ta rất nhỏ nhẹ, tưởng như người ở suối vàng từng ngàn dặm trở về để thấy thân mẫu." Trương Thị liền đáp: "Thân mẫu, đây không phải là con hiếu của thân mẫu đã về hay sao?" Thúc Bảo cúi đầu thưa: "Dạ con Thái Bình đã về đây." Ninh Thị đang ốm đau nhớ con, lúc nào cũng nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nay lại thấy con trở về, bệnh tình như trút được hơn phân nửa. Mỗi hôm mỗi khi cần dậy, Trương Thị cùng hai người hầu gái phải đỡ mãi mới ngồi dậy được. Nay vừa thấy con về, đã ngồi, tự ngồi dậy, nắm hai tay Thúc Bảo. Người già khóc không còn nước mắt, chỉ mở miệng mấp máy như muốn gọi tên con, cứ vuốt ve mãi bàn tay to khỏe của con. Thúc Bảo đứng dậy lạy tạ mẫu thân. Ninh Thị thấy thế bảo: "Còn chẳng phải lạy ta mà làm gì, hãy tạ nàng dâu của ta kia kìa. Bà nằm còn đi ra đồng đất nước ngoài, nếu không có nàng dâu hiếu thảo thì ta đã chết lâu rồi, chẳng còn được trông thấy mặt con nữa đâu." Thúc Bảo vâng lời mẹ, quay sang lại Trương Thị. Trương Thị vội quỳ xuống thưa: "Phụng dưỡng mẹ chồng, đó là đạo tự nhiên của phận dâu con, có gì đâu mà mình phải lạy tạ." Vợ chồng bèn bái nhau bốn cái, rồi cùng ngồi trước giường của Ninh Thị. Ninh Thị mới thông thả hỏi chuyện. Thúc Bảo đem chuyện điên đảo ở Lộ Châu cho đến chuyện gặp cô ở U Châu kể một lượt. Ninh Thị hỏi: "Chú con làm tới chức quan gì? Cô con đã sinh được mấy em, đã lớn hay chưa?" Thúc Bảo thưa: "Chú con hiện làm U Châu đạo hành đài. Cô con có một em trai tên là La Thành, hiện nó đã 13 tuổi." Ninh Thị vui mừng tiếp: "Mừng cho cô con đã có được người nói giỏi." Rồi bắt thay áo sạch, gọi hầu gái đem nước rửa tay, gọi Trương Thị thắp hương, lại đòi dậy để quay về hướng Tây Bắc mà lạy tạ ơn Đơn Hùng Tính ở Lộ Châu đã cứu con mình mấy lần thoát chết. Thúc Bảo cùng Trương Thị đều can: "Bệnh chưa bớt, chưa thể làm lễ được." Ninh Thị vẫn nói: "Này mẹ con ta được đoàn viên, vợ chồng gặp mặt đều nhờ ở đại ân nhân, làm sao ta không bái tạ cho được." Thúc Bảo can: "Để con cùng Trương Thị thầy lễ tạ là được rồi, đợi hôm nào mẫu thân khỏe hơn thì hãy lễ tạ cũng chưa muộn." Ninh Thị đành nghe theo. Ngày hôm sau, bạn bè tới thăm, Thúc Bảo tiếp đãi chuyện trò mừng vui khôn tả. Mãi mấy tuần sau mới có dịp nhìn đến thư tiến dẫn của La Nghệ. Thúc Bảo nai nịch võ phục gọn gàng, tìm tới soái phủ Lai Tổng Quản. Lai Tổng Quản vốn người Giang Đô, mới đầu được thế tập chức của ông cha, sau đánh nhà Trần có quân công nên được phong Hoàng Huyện Công, được dựng phủ Như Tam Ti, giữ chức Sơn Đông đạo hành đài, kiêm Tế Châu Tổng Quản. Hôm ấy đúng lúc Tổng Quản bắn pháo mở cửa soái phủ, lên công đường để làm việc. Thúc Bảo vào trình thư, Lai Tổng Quản xem xong thư tiến cử của La Tổng Quản mới gọi Thúc Bảo lên đài bán nguyệt để xem xét. Thúc Bảo liền lớn tiếng đáp: "Có." Tiếng vang như sấm dậy mùa xuân. Lai Tổng Quản ngước mắt nhìn Thúc Bảo, thân cao hơn một trượng, hai thanh giản mạ vàng lấp lánh dưới tay, dáng hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường,
đôi mắt sáng quắc như sao, đôi mày đen tựa sơn, đúng là một kẻ trượng phu ngang tàn. La Tổng Quản mừng lắm mới nói: Tần Quỳnh, dưới trướng của La Tổng Quản, ngươi là một kỳ bài quan tên tuổi, nay dưới trướng của ta thì phải theo công trạng mà đề bạt, không thể có chuyện thân thích. Nay tạm để ngươi giữ chức kỳ bài quan như cũ, ngày sau có công trạng thì sẽ thanh thưởng sao? Thúc Bảo cúi lại thưa: Được tổng đại nhân thu phục dưới trướng, thật xin hết lòng đền đáp ơn sâu. Lại Tổng Quản truyền lệnh trong quân cấp sắc phục kỳ bài quan cho Thúc Bảo, rồi đánh trống đóng cửa soái phủ. Thúc Bảo về nhà sắm sửa lễ vật, đến vái chào các bạn đồng liêu trong quân ngũ. 25 người lính dưới quyền cai quản của Thúc Bảo cũng đều đến chào. Thúc Bảo vốn là người biết lo lắng công việc gia đình, đem tiền bạc từ U Châu về tu sửa nhà cửa, làm quan cảnh khác hẳn hơn xưa. Vào làm kỳ bài quan ở soái phủ họ Lai được 3 tháng. Hôm ấy là một ngày mùa đông giá rét. Sau khi túc trực ở công đường xong xuôi, Lai Tổng Quản dặn Thúc Bảo đừng ra về vội mà vào hậu đường. Thúc Bảo vào quỳ lại xong xuôi, Lai Tổng Quản lên tiếng: Người về dưới trướng của ta đến nay cũng đã được 3 tháng, ta chưa từng giao việc gì lớn. Sang năm ngày Tết Nguyên Tiêu, việc quốc công dương đại nhân làm lễ lục tuần thọ khánh, ta đã sai người đi giang nam đặt dệt may mấy bộ sắc phục, muốn sai người đem đến lễ Trường An. Nhưng giữa lúc thiên hạ loạn lạc, trộm cướp như ong khắp nơi, sợ dọc đường có chuyện sơ suất, người là kẻ có sức dũng cảm hơn người, liệu có đương nổi việc này hay chăng? Thúc Bảo cúi lại thưa: Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân chỉ 1 giờ, được đại nhân sai khiến, Tần Quỳnh này không dám từ lao. Lại Tổng Quản sai gia tướng đem lễ vật ra, sắp xếp đóng thành 2 gói lớn màu đỏ, cứ theo đúng giấy tờ giao cho Thúc Bảo nhận đủ, rồi bỏ vào bao làm dấu niêm phong cẩn thận. Kể từng thứ có: áo phẩm phục ngũ sắc có thiêu hoa tròn bằng chỉ vàng 10 bộ, bạch ngọc linh long để đeo 1 vòng, quan bạch ngọc để đeo 1 vòng, ngọc minh châu 8 viên, ngọc để bày chơi 10 thứ, vàng đúc như hình móng ngựa 1.000 lạng, tranh vẽ mừng thọ 1 bức, biểu mừng thọ 1 tờ. Lại nói về việc quốc công Dương Tố làm lễ lục tuần thọ khánh, tướng ngoài phiên trấn chỉ làm đến lễ quan tước, làm sao lại có cả thọ biểu? Họ Dương cũng chẳng phải anh em gì của văn hoàng đế nhà Tùy, mà vốn mang dòng máu Kha Hãn Độ Quyết, lập được quân công với nhà Tùy nên được ban họ Dương là họ vua Tùy. Ra ngoài thì làm đại tướng, từng đánh dẹp giang nam, về triều làm tể tướng, mang chức bọc xạ, được sủng ái đứng đầu bá quan văn võ, quyền nghiêng trong ngoài. Văn đế vốn Dương nói thì nghe, bài kế thì theo. Vì vậy mà Dương đã phế Thái tử Dũng, bỏ tù Thục Vương. Trong triều trăm quan văn võ, các phiên trấn ở bên ngoài, quá nữa là từ cửa Dương mà ra. Bởi vậy quan viên thiên hạ lấy lễ vương hầu để nịnh Dương, sai người mừng thọ đều dùng thọ biểu. Lại Tổng Quản đưa Thúc Bảo mã bài lệnh tiễn, thưởng tiền bạc để gia quyến tiêu pha trong thời gian Thúc Bảo vắng nhà. Truyền lệnh trong quân chọn 3.000 tốt, 2 người lính dẫn ngựa thồ hàng quá, 1 ngựa để Thúc Bảo cởi. Vì Thúc Bảo người cao lớn nên cấp thêm tiền cỏ ngựa. Lại nhắc chọn 2 người lính thật khỏe, 2 túi thồ hàng thật chắc chắn. Sau đó Thúc Bảo về nhà làm lễ cầu mát, vào phòng cáo từ mẫu thân. Ninh thị thấy Thúc Bảo mang dáng vội vã của kẻ sắp đi xa, đã hiểu ý nên rơi nước mắt dặn dò: Con đừng quên ta cũng đã sắp đến tuổi, chị thích sum họp rất ngại xa cách. Con vừa biền biệt 3 năm ở nhà chưa lâu lại phải ra đi, trước mất là cả cuộc một hành trình dài.
đừng như lần trước khiến lão thân đằng đẵng tựa cửa trông chờ. Thúc Bảo thưa: con nay đã khác xưa nhiều, còn vân mệnh tổng quản lên đường vỗ ngựa rủi dông. Sang năm ngày rằm tháng giêng là lễ sinh nhật, thì đầu tháng hai đã có mặt ở nhà rồi. Lại dặn dò Trương Thị phải chăm sóc mẹ già chu đáo. Trương Thị đáp: mình không phải nhắc nhở chuyện này. Thúc Bảo sai lính đem hàng ra khoác lên lưng ngựa, còn mình thì cưỡi con Hoàng Phiêu ra đi. Ra khỏi Sơn Đông đến Hà Nam, vào giữa vùng ba huyện Đồng Quan Vị, rồi đến núi Thiếu Hoa của huyện Qua Am thuộc Qua Châu. Thế núi hiểm trở rậm rạp, Thúc Bảo bảo hai người lính: hãy đứng đây chờ để ta lên trước xem sao. Hai người lính hỏi: Tần đại huynh lúc nào cũng giục chúng tôi đi nhanh, nhưng sao giờ lại bảo phải đứng chờ ở phía sau? Thúc Bảo đáp: hai người không có biết, quãng này trong âm u hiểm trở, sợ có kẻ xấu chọn làm sào huyệt, nên để ta đi lên trước xem sao. Hai người nghe ra vội tránh sang, nhường cho Thúc Bảo cầm cây cương ngựa màu tía của con Hoàng Phiêu đi lên phía trước. Hai người lính dựa theo sau, cả ba người ngựa đi sát bên nhau, từng bước thận trọng đi vào con đường men chân núi tùm gai góc. Bỗng trước mặt một chàng trai trẻ toàn thân nai nịch gọn gàng, mặt mày sáng sủa, ngồi trên lưng ngựa cầm ngang ngọn giáo, đứng ngay giữa đường lớn tiếng quát: hãy nạp tiền mãi lộ rồi đi. Thúc Bảo vốn gan dạ, đã từng đụng độ với nhiều loại lâu la như thế này, nên cả cười rồi hỏi: xa nhà chưa đầy ba bước là đã xa, cảnh vật tình người đã là khác. Ở Sơn Đông Hà Nam, bọn lục lâm cường đạo chỉ cần nghe đến tên ta thì đã bỏ chạy như là chuột rồi. Nay đã tới ải này, chúng mày lại đòi tiền ta hay sao? Ta chưa xưng danh vội, nếu không chúng mày sợ mà chạy mất thôi. Thúc Bảo cầm hai thanh giản nhảy lên ngựa, cứ nhắm giữa đầu đối phương mà bổ xuống. Thiếu niên cũng giơ kim bối đao lên mà đỡ, giản đánh trúng sóng đao tóe lửa chói tai, cả hai cùng lăn vào nhau. Qua đao qua giản tới, bên đánh bên đỡ, đến hơn cả 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Trong núi Thiếu Hoa nguyên vẫn còn hai hào kiệt khác, trong đó có một người vốn quen biết Thúc Bảo, chính là Vương Bá Đương. Bá Đương sau khi từ biệt Huyền Thúy đi qua vùng này gặp các hào kiệt, không áp đảo được Bá Đương bèn mời cùng nhau nhập bọn. Người xuống đường chặn Thúc Bảo là Tề Quốc Viễn, người đang cùng uống rượu trên trại là Lý Như Khuê. Đang uống rượu say sưa, bỗng thấy lâu la vào cấp báo: Trình Nhị Vị đầu lĩnh. Tề đầu lĩnh xuống núi gặp một võ tướng đi công cán, cùng nhau quần thảo có đến 30-40 hiệp rồi mà vẫn không phân được hơn thua. Chúng còn ở bên ngoài nhìn ra thì thấy đường đao của Tề đầu lĩnh đã có vẻ rối loạn, khó mà địch nổi cái viên tướng này. Xin Nhị Vị đầu lĩnh hãy mau mau ứng cứu. Bọn này vốn còn mang đầy lòng nghĩa hiệp, nghe tình báo Quốc Viễn khó lòng thủ thắng, thì liền gọi lâu la dắt ngựa đeo khí giới tức tốc đi xuống núi. Từ xa nhìn giữa bãi bằng, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn. Vương Bá Đường trên mình ngựa nhìn kỹ thì thấy người kia có vẻ giống Tầm Thúc Bảo, chỉ sợ bạn bè với nhau rồi xảy ra chuyện đáng tiếc, nên từ xa Bá Đương gào lớn lên: Quốc Viễn, hãy dừng tay lại. Nhưng từ đằng xa ngoằn ngoèo cũng gần 10 dặm, làm sao mà nghe được? Lại thêm sườn núi nhấp nhô, tiếng nghe vang dội, núi gầm sông ứng. Quốc Viễn lại đang quyết đấu, chẳng biết có ai gọi, cũng chẳng biết gọi ai. Bá Đường cùng Lý Như Khuê vội lao xuống đến đất bằng. Bá Đường la lớn: đúng là Thúc Bảo hiền huynh rồi. Cả hai vứt binh khí xuống ngựa, lạy chào tạ lỗi, rồi mời Thúc Bảo về sơn trại. Sợ hai tên lính hoảng hốt, Thúc Bảo vội giảng giải: các người không có gì phải hoảng hốt, không phải ai xa lạ, cũng là chỗ bạn bè quen biết tụ họp nhau ở đây cả thôi. Hai người lính mới đỡ lo sợ. Lý Như Khuê sai lâu la đem hành lý của Thúc Bảo lên sơn trại. Các đầu lĩnh cùng Thúc Bảo lên ngựa về núi Thiếu Hoa. Qua cửa trại vào sảnh tự lễ,
Bá Đường chắp tay tạ lỗi lần nữa, rồi bày tiệc rượu khoản đãi. Thúc Bảo cùng Bá Đường kể lể mọi chuyện từ lúc xa nhau ở Lậu Châu cho đến những chuyện ở rừng Tạo Giác đi U Châu, trở về quê nhà ra sao. Rồi tiếp: Này Lai Tổng quản sai đi áp tải lễ vật để kịp mừng thọ việc quốc công Dương Tố ở Trường An vào rằm tháng Giêng sắp tới. May gặp Tề đại huynh nên lại có duyên gặp chư huynh, thật là sự may mắn ba sinh. Nhân hội đến tung tích của Lý Huyền Thúy, Bá Đường đáp: Huyền Thúy nhân có công tử con việc quốc công mời nên hiện nay cũng đang ở Trường An. Thúc Bảo hỏi: Bá Đường có duyên nợ gì mà lại ở nơi đây? Bá Đường đáp: Tiểu đệ nhân đi qua núi này, ơn Tề Lý Nhị lại giữ lại, cũng đã gửi thơ cho đơn viên ngoại, hẹn sẽ tới chuyện trò ở Nhị Hiền Trang. Nay gặp đại huynh đi công cán ở Trường An, khiến tiểu đệ cũng nổi hứng giang hồ, chẳng muốn đi Nhị Hiền Trang nữa, mà sẽ cùng đại huynh đi Trường An xem hội đèn nguyên tiêu, tìm Lý Huyền Thúy nhân thể. Thúc Bảo vốn là người giàu tình cảm bạn bè, bèn đáp: Hiền huynh đã cao hứng như thế thì thật là vui vẻ cho cả hai. Quốc Viễn Như Khuê cùng nói: Nếu vương đại huynh đã đi thì chúng tiểu đệ cũng xin đi theo cùng. Thúc Bảo ngoài mặt không dám ngăn cản, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Vương Bá Đường chẳng qua chỉ là khách trong đám Lục Lâm mà thôi, vẫn còn giữ một cốt cách văn nhân nho nhã, dẫu có đến Trường An thì cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng Tề Quốc Viễn với Lý Như Khuê vốn mang tính nóng nảy lỗ mãng của đám thảo giả, nếu cùng đi Trường An nhất định sẽ lộ ngay cái vẻ khác thường này, rồi lại liên lụy đến ta mất mà thôi. Nhưng không thể nói thẳng ý nghĩ đó, nên Thúc Bảo đành tìm cách nói xa xôi: Nhị hiền đệ không nên đi, vương hiền huynh vốn là người không thiết tha gì với công danh phú quý, chẳng nghĩ gì đến tương lai. Theo thói giang hồ lãng tử, tiểu đệ xem ra núi Thiếu Hoa này hiểm trở, lại có thành trì nhà cửa hẳn hoi, quy mô rất là hùng vĩ, kho lương đầy đủ, lại thêm nhị vị bản lãnh cao cường, bọn lâu la đều khỏe mạnh dũng cảm, nhà tùy lại sắp loạn lạc đến nơi. Một giải Thiếu Hoa này mai kia trong cuộc chia năm xẻ bảy sẽ là nơi không dễ có được, có thể làm kế lâu dài. Nếu cùng với tiểu đệ đến Trường An để xem hội đèn nguyên tiêu, chẳng qua chỉ là chuyện vui chơi của trẻ con, ít ra cũng phải mất một tháng mới về được. Người vật tàn tác, nhị vị về làm sao mà thu hồi lại được gốc cũ? Lúc ấy thì xin đừng quán Tần Quỳnh này. Tề Quốc Viễn thì tin là Thúc Bảo nói thành thật, còn Lý Như Khuê thì nghi ngờ, cười rồi nói rằng: Tần đại huynh lại đùa anh em chúng tôi rồi. Thật cũng khó nói, anh em chúng tôi đều là kẻ võ biền, suốt đời chỉ làm nghề lạc thảo, ai nấy cũng thô lỗ, không quen ăn nói hào hoa phong nhã, cử chỉ thì ngang ngược. Nhưng gần đây gian thần tác quái, anh em chúng tôi còn biết làm gì hơn? Chỉ biết tập hợp nhau ở nơi rừng núi như thế này để đợi thời cơ mà hành động. Đại huynh cũng ngại nói thẳng ra rằng anh em chúng tôi chuyên cướp của giết người, giả tính đã quen, theo đại huynh về Trường An sợ phạm phải những điều cấm kỵ của đại huynh, xảy ra chuyện lôi thôi thì đại huynh cũng sẽ bị vạ lây. Mà không thấy rằng anh em chúng tôi có đi cũng là chính đáng, nói rằng chúng tôi không còn chỗ về thì chẳng nhẽ anh em tôi làm nghề Lục Lâm suốt đời hay sao? Những lời này nói đúng những tính toán của Thúc Bảo, Thúc Bảo đành phải biện bạch: Nhị vị hiền đệ, nếu đã nghi ngờ như thế thì chúng ta cùng đi là hơn. Quốc Viễn phụ họa: Thôi đúng rồi, cùng đi cả thì chẳng có điều gì phải suy nghĩ nữa. Các đầu lĩnh bèn sai lâu la thù nhập chiến mã, chọn lấy gần 20 người trai tráng khỏe mạnh, đeo hành lý lên vai, đem theo tiền bạc. Số lâu la khác thì ở lại trong coi sơn trại, không được phép tự tiện xuống núi. Thúc Bảo cũng chú trọng giữ gìn hai bao hàng của mình, không dám tiết lộ với ai, sợ sẽ bị mang quả lớn. Canh ba hôm ấy, bốn người cưỡi ngựa cùng với thủ hạ rời Thiếu Hoa Sơn đi về Thiểm Tây. Đến cách Trường An khoảng 60 dặm thì trời vừa chiều.
Bá Đường cùng Như Khuê từ trên mình ngựa nhìn về phía trước, thấy một ngôi chùa cổ mới được trùng tu. Điện cát thì lợp đầy ngói vàng lấp lánh, dưới ánh vàng chiếu rực rỡ. Bá Đường nói: Lý Hiền Đệ, chuyện đời đúng là không lường, lúc thành lúc bại. Vừa năm nay tiểu đệ đi Trường An thì thấy ngôi chùa cổ này còn quan tàn đổ nát, trông thấy mà đã rầu cả lòng, sau nay lại thật chỉnh tề rực rỡ biết bao nhiêu. Như Khuê bàn: Thôi chúng ta hãy vào chùa, vừa là để nghỉ chân đêm nay, vừa là ngoạn cảnh xem người, để biết ai đã từng ra trùng tu cái ngôi chùa đổ nát này của đại huynh. Thúc Bảo từ lúc ra khỏi Thiếu Hoa Sơn không dám rời Quốc Viễn, cùng như Như Khuê lúc nào trên đường cái quan, khách buôn bán, kẻ việc công người việc tư đi lại rất là nhiều, chỉ sợ hai người bắn một mũi tên, giật của khách một gói hành lý thì sẽ thật là tai họa không chừng. Cũng đã tính trước rằng hai người này lên Trường An chỉ cần ở 2-3 ngày là nhiều, nhưng bằng ở lại lâu hơn nhất định là sẽ có chuyện lôi thôi không nhỏ. Hôm nay chỉ mới 15 tháng 12, đến Tết Nguyên Tiêu phải còn đúng 1 tháng nữa, chi bằng cứ vào ngôi chùa bên đường này thuê trưởng lão một căn phòng ở tạm cho đến tận hết năm cũ, đợi đến ngày vào hội qua đăng thì hãy vào thành, khoảng 5-3 ngày còn dễ quản thúc họ. Vì vậy Thúc Bảo dục ngựa lên trước, nói với Quốc Viễn, Như Khuê: Nhị vị hiền đệ, năm nay Trường An nơi trọ có lẽ sẽ khó kiếm lắm. Quốc Viễn đáp: Đại huynh không ra vẻ, kẻ đại trưởng phu khó gì cứ cho nhiều tiền là xong thôi, tính toán mà làm gì. Thúc Bảo: Hiền đệ đã có chỗ chưa biết, việc ăn ở Trường An đều có số mệnh cả đấy, mỗi năm mỗi người giá tiền trọ mỗi khác, khách buôn bán quen thuộc cứ như lệ cũ mà trả mà ăn ở. Năm nay bạn bè đông như đám chúng ta đây, riêng tiểu đệ đã có 3 người cả thảy, thế thì dù bạn bè quen thuộc của Tần Quỳnh này hay là khách tới mừng lễ sinh nhật, trong lúc mọi người khắp nơi ùn ùn kéo về Trường An xem hội đèn, thì dẫu có được biệt đãi riêng một phòng nữa thì cũng tha hồ mà chật chội, mà lại bị trói buộc nữa, chứ đâu chỉ có tiền là được thôi đâu. Nghe Thúc Bảo giảng dạy, hai người lâu nay vốn quen phóng khoáng tự do, cũng sợ thấy mình bị tù túng nên hỏi: Tần đại huynh, nếu thế thì làm thế nào cho phải bây giờ? Thúc Bảo đáp: Cứ như ý của tiểu đệ, ta tới ngôi chùa vừa mới trùng tu ở bên đường kia, mượn một gian ở tạm, anh em ta có thể rủi ngựa bắn cung, giữa chốn thảo nguyên hoang vắng này chẳng hề bị ai trói buộc, ung dung tự tại chờ năm hết. Đến tuần hội đèn, rồi tiểu đệ thì vào thành dân lễ vật, liệt vị thì vào đó để xem hội. Bá Đường cũng đã hiểu ra nên cực lực tán đồng, vừa đi vừa bàn bạc, chưa gì đã tới cửa chùa. Mọi người đều xuống ngựa, sai bọn thủ hạ trông nom ngựa hành lý. Cả 4 người chỉnh đốn y phục cùng bước vào cửa. Nhìn lên Đại Hùng Bảo Điện, đường vẫn còn xa, 4 phía chung quanh vẫn chưa xây tường xong. Mặt trước Phật đài vẫn ngổn ngang vật liệu, trên có một cái giá buộc rất cao trước Phật đài. Thợ vẫn là một chàng trai trẻ ngồi mặc áo tía, 5-6 người vây xung quanh đều mặc áo xanh, đội mũ rộng đứng hầu rất uy nghi. Hai bên thềm cao 2 viên hổ đầu tướng, võ phục nai nịch gọn gàng, màu sắc sặc sỡ, sau là gươm giáo hình cụ bày đầy, trông càng oai nghiêm. Vị quan ngồi đó chẳng biết là ai, Thúc Bảo cùng mọi người không biết nên vào hay là ra, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 16. Chùa báo đức đền ơn đáp tượng, ngõ Tây Minh cải dạng theo chồng. Thơ rằng: Hiệp sĩ chẳng khoe công, người nhân thường mến đức, phạm lãi đúc tượng vàng, phục kỳ tan bích ngọc, ơn sâu như khắc tận tim gan, bỏ thói lật lọng đời chan chan. Chàng chẳng thấy nóc chùa báo đức chọc trời dày, trả nghĩa đền ơn như thế đấy. Phạm lãi giúp vua Việt là câu tiễn báo thù nước Ngô xong, bỏ trốn vào Ngũ Hồ.
Câu Tiễn nhớ ơn tạc tượng Phạm Lãi bằng vàng để bên cạnh mình, nhắc phải luôn nhớ ơn Phạm Lãi. Công tử Trùng Nhĩ khi chưa được ngôi vua phải bỏ nước chạy trốn đến nước Tào, vua quan Tào đều coi thường. Duy vợ chồng Hy Phụ Kỳ săn sóc rất chu đáo, Trùng Nhĩ đem đôi ngọc bạch bích để tặng. Tính Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ nhân em chồng là Bình Nguyên Quân bị nước Tần vây rất gấp, mới cậy Như Cơ lấy trộm binh phù để Tính Lăng Quân đem được 10 vạn quân đại phá tướng Tần là Mông Ngao, bảo toàn được nước Triệu. Về sau có một môn khách nói với Tính Lăng Quân rằng: đức có cái phải nhớ, có cái phải nên quên. Người chịu ơn mình thì nên quên, mình chịu ơn người thì không thể quên vậy. Gọn lại mà nói, làm ơn thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ đền ơn, chịu ơn người thì đừng bao giờ mà quên. Lại nói Vương Bá Đương, người đã vứt bỏ công danh với triều Tùy, cũng khó mà nhận ra vị trai trẻ ngồi dưới lọng vàng, vì mắt còn đệ ở núi rộng sông dài. Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê thì giữa thanh thiên bạch nhật đốt nhà giết người, chẳng có lý nào để sợ cái ông quan ngồi dưới lọng vàng ấy cả. Chỉ riêng Tần Thúc Bảo, thân đã quen phải chào lại nơi cửa công, từng biết cao thấp đến gần bán nguyệt đài, ngăn ba bạn lại: chư hiền đệ có thể không nên lên thềm làm gì. Người ngồi dưới lọng vàng kia có lẽ là thí chủ đứng ra trùng hưng chùa này chăng? Bá Đương hỏi: thí chủ thì thí chủ, việc gì mà không lên? Thúc Bảo đáp: chẳng có chuyện gì đáng nói, dính với mấy vị quan viên đương nhậm chức ấy để làm gì? Như Khuê hỏi: sao huynh biết đó là quan viên đương nhiệm? Thúc Bảo đáp: cứ nhìn hai viên hổ đầu tướng đứng hầu hai bên cũng đủ rõ. Nay bốn anh em chúng ta có nên lên chào vị quan viên này hay chăng? Có lẽ không nên lên thì hơn. Bá Đường hưởng ứng: đại huynh nói cũng có lý lắm. Bốn người nhất tề quay sang con đường nhỏ, đến bên góc của Đại Hùng Bảo Điện, thấy có rất nhiều thợ đang tấp nập làm việc. Thúc Bảo liền lên tiếng gọi mấy người ở gần đó hỏi: các vị có điều gì cần chỉ bảo? Thúc Bảo lên tiếng: xin được hỏi một câu, ngôi chùa này được vị thí chủ nào đã đứng ra trùng tu mà rộn ràng đến thế? Một người thợ đáp: đấy chính là Lý Đại Nhân, tướng Đường Quốc Công ở tỉnh Châu thuộc Thái Nguyên đã đứng ra trùng tu. Thúc Bảo lại hỏi: đại nhân trị nhậm ở Thái Nguyên, sao lại hưng công kiến đức ở đây? Người thợ đáp: vị ngày 15 tháng 8 năm Nhân Thọ Nguyên Niên, Lý Đại Nhân vân chỉ hồi hương tạm trú ở chùa này, đậu phu nhân sinh hai thế tử ở nơi đây. Lý Đại Nhân vì sợ ô uế nơi thanh tịnh nên đã phát nguyện bố thí trùng hưng ngôi chùa này. Người ngồi dưới lọng vàng kia chính là quận mã của Lý Đại Nhân, tên gọi là Tự Xương họ Sài. Nghe nói thế, Thúc Bảo đã nhận ra chính đó là Lý Đại Nhân mà mình đã cứu ở núi Lâm Đồng. Bốn anh em đi về phía phương trượng ở góc phía đông, thấy một tòa lầu vừa mới xây, treo một bức đại tự màu đỏ vàng đề ba chữ Bảo Đức Tự. Bá Đường nói: ta hãy xem báo đức đền ơn gì đây. Bốn người cùng vào, thấy có ba gian rộng rãi, gian giữa đặt một bệ thờ lớn cao đến hơn một trượng, một pho tượng thế đứng đặt chính giữa, mình khoác một chiếc khăn choàng màu xanh lá sen, đội nón Phạm Dương chích khăn màu trắng có đính hoa vàng, thắt lưng da mềm, đeo hai con dao có cán ngà, chân mang giày da hươu màu vàng. Phía trước có một hàng chữ đỏ viết sáu chữ vàng chân phương: ân công Quỳnh Ngũ Sinh Vị. Bên cạnh là một hàng chữ nhỏ hơn: tính quan trai giới phụng tự. Vốn là khi Thúc Bảo ở Lâm Đồng Sơn đánh lại bọn giả cướp rồi, Lý Uyên hỏi họ tên Thúc Bảo. Thúc Bảo không muốn nói rồi rủi ngựa bỏ đi. Lý Uyên vẫn không chịu, cứ quất ngựa chạy theo đến hơn 10 dặm đường. Thúc Bảo đành phải trả lời tên là Tần Quỳnh. Lý Uyên thấy Thúc Bảo chỉ xòe năm ngón tay, lại chỉ nghe được có một tên
nên ghi thành Quỳnh Ngũ. Thúc Bảo lặng lẽ gật đầu. Cả một năm vừa qua mà mình điên đảo như thế. Ở Lộ Châu thì chính là lúc ở đây Lý đại nhân lại đắp tượng tô mặt mày của mình. Ta vốn là một người áo vải, làm sao mà có phúc đức để được đắp tượng thắp hương tụng niệm như thế này. Lòng riêng than thở hồi lâu, ba người bạn đâu rõ pho tượng trên bệ, nên hỏi Bá Đương. Bá Đương đại huynh, đây có phải là tượng Thiên Tôn hay không? Bá Đương cười đáp, vừa rồi ở cửa thứ hai, tay cầm bổng hàng ma mới là tượng Thiên Tôn, còn đây là tượng người còn sống. Đường công Lý đại nhân đã từng chịu ân người này, cho nên mới xây Bảo Đức tự này. Mọi người nghe nói là tượng người còn sống đều không giấu vẻ ngạc nhiên. Nhìn kỹ lại pho tượng một lần nữa thì khuôn mặt thấy hào hào giống Thúc Bảo. Ở trên bệ thờ tả hữu phía sau có thêm bốn pho tượng nữa. Bên trái hai người dắt một ngựa hoàng phiêu, bên phải cũng hai người nâng hai thanh giản mã vàng. Bá Đường lại gần nói nhỏ vào tai Thúc Bảo, năm ngoái đại huynh đi xa, hình như là có đánh dẹp gì ở đây thì phải. Thúc Bảo khẽ khoát tai nói, Hiền huynh nói khẽ chứ, tượng này chính là tượng tiểu đệ đấy. Bá Đường hỏi, sao lại là tượng của đại huynh được? Thúc Bảo đáp, năm Nhân Thọ nguyên niên gặp Hiền huynh ở Lộ Châu, chính là lúc tiểu đệ cùng Phàn Kiến Uy đã lĩnh giấy tờ ở Trường An, trở về đúng ngày 15 tháng 8. Lý đại nhân về quê đến Lâm Đồng Sơn thì bị bọn cướp bao vây. Kiến Uy cổ vũ tiểu đệ vào cứu Lý đại nhân, đánh bại được bọn cướp. Xong xuôi tiểu đệ phóng ngựa bỏ đi. Lý đại nhân đuổi ngựa theo hỏi họ tên của tiểu đệ. Tiểu đệ đành nói tên là Tần Quỳnh, rồi khoát tay ra hiệu là không phải đuổi theo nữa. Không ngờ Lý đại nhân nhận nhầm là Quỳnh Ngũ. Chuyện này cũng thật khó mà nói ra. Bá Đường cười rồi nói, cũng bởi Lý đại nhân không nhận ra Quỳnh tướng quân, khiến cho tướng quân ở Lộ Châu phải một phen lao đao suýt chết. Cả hai cùng cười lớn. Không ngờ Sài Tử Xương ngồi dưới đài bán nguyệt, từ đầu đã thấy bốn người hăm hở từ bên ngoài đi vào, chưa rõ là người nào nên sai gia tướng theo dõi xem sao. Bọn này đã bám sát và nghe ngóng từng cử chỉ lời nói, vì thế mà nghe thấy hết mọi điều, vội về bán nguyệt đài thưa với Tự Xương, trong bốn người kia có một người là ân nhân của lão đại nhân. Tự Xương nghe thấy thế vội ra xem lại án mũ, rồi xuống đài vào Bảo Đức tự, nghiêng mình thưa, xin được rõ vị nào là người đã cứu sống nhạc phụ của hạ quan. Bốn người vội vái chào. Bá Đường chỉ Thúc Bảo rồi thưa, đại huynh đây chính là người từng gặp gỡ Lý đại nhân ở Lâm Đồng Sơn, họ Tần tên Quỳnh. Lý đại nhân hồi đó nghe nhầm ra là Quỳnh Ngũ. Quận mã, nếu chưa tin thì cứ ra ngoài chùa xem đôi giảng mạ vàng cùng với con hoàng phiêu, nó còn ở ngoài đấy cả. Tự Xưng đáp, bốn vị đều là bậc hào kiệt, sao lại có chuyện thật giả cho được, xin hãy mời về phương trượng. Nói rồi sai gia đình trải thảm cùng nhau bái chào, xưng họ tên, lại sai gia đình ra cổng chùa dắt ngựa hành lý vào, xếp đặt trong từng phòng, rồi lệnh bài tiệc rượu để đón mừng. Ngày đêm hôm đó, Tự Xưng viết thư sai gia đình đem về Thái Nguyên để trình cho đường công Lý đại nhân và giữ bốn anh em Thúc Bảo ở trong chùa ăn uống trò chuyện. Chẳng bao lâu đã tới năm mới, rồi hội đèn nguyên tiêu cũng gần đến. Thúc Bảo bàn với Bá Đương, chiều mai ngày 14 tiểu đệ phải vào Trường An để trình lễ sinh nhật, sáng 15 phải có mặt sớm ở phủ đệ Việt Quốc Công. Bá Đương khuyên, nếu vậy thì sáng sớm mai nên lên đường cho sớm sủa. Thúc Bảo liền sai hai tên lính dắt ngựa chuẩn bị hành lý lên Yên Cương để vào Trường An cho sớm. Tự Xương cũng biết Thúc Bảo đang còn công vụ, không thể ngăn cản, nhưng vì vẫn chưa thấy thư trả lời của Lý đại nhân ở Thái Nguyên nên trong lòng cứ băn khoăn lo lắng. Thúc Bảo vào Trường An lần này sẽ theo đường khác trở về, nhất định sẽ không quay lại ở đây nữa. Nếu nhạc phụ có thư mời thì người đã đi rồi, quá ra thư trước ta nói không đúng hay sao?
Nay ta cứ cùng Thúc Bảo hoàn tất công vụ, rồi lại mời Thúc Bảo vào chùa đợi thư của nhạc phụ xem sao. Tự Sương bèn nói với Thúc Bảo: Hạ quan cùng về Trường An xem hội qua đăng với ân nhân có tiện hay chăng. Thúc Bảo vẫn thấp thỏm lo cho đoàn vào Trường An của mình, nay thấy có thêm Tự Sương giúp cho một tay nên đã vui vẻ nhận lời ngay. Tự Sương bèn sai gia đình chuẩn bị yên cương hành lý chu đáo, sắp đặt công việc ở chùa, rồi đem theo hai gia tướng và bạc tiền chi tiêu. Sau khi ăn uống xong, năm người năm ngựa thêm hai ngựa đèo hàng của Thúc Bảo cùng bọn tay chân cộng tất cả là 22 người rời Vĩnh Phúc Tự để vào Trường An. Từ ngày Thúc Bảo tới chùa đến nay chưa đầy nửa tháng, cảnh sắc trên đường đã thay đổi hẳn. Liễu vờn yên ngựa ngậm tơ vàng, cỏ mượt xanh xanh khắp suối ngàn. Xuân ắt sớm tỏ màu lá nõn, gió đưa mặt nước sóng lăn tăn. Tuy chỉ 60 dặm đường, nhưng vì khởi hành muộn nên mãi lúc mặt trời sắp lặn mới vào đến Trường An. Thúc Bảo đã tính rằng không nên trọ ở trong thành, việc ra vào sẽ phiền toái. Cách cửa Minh Đức khoảng 8 dặm, thấy có một tòa nhà lớn, phòng ốc cao sang, biển đề ba chữ lớn Đào Gia Điếm. Thúc Bảo bàn: người nhiều, trời tối, sợ vào thành đông đúc, không thể tìm ra quán trọ nào lớn để chứa đủ đám anh em của chúng ta, thôi chi bằng ở đây nghỉ là tốt hơn. Cả đoàn xúm lại, ai nấy đều xuống ngựa vào nhà. Xung quanh thấy la liệt treo những đèn lồng xanh đỏ đủ màu. Chủ quán thấy đoàn đông người ngựa lính tráng, hành lý ngổ ngang, biết ngay là lớp người có thế lực, mặt mày vui vẻ ân cần mời mọc: thưa quý khách, quý khách không chê quán này rượu nhạt, thức nhắm rau dưa, đêm tối vào đây xem mấy cây đèn xấu xí này thì xin để gọi dọn cơm rượu tẩy trần để hầu quý khách. Ngày mai mới là ngày trong thành chính thức mở hội qua đăng, lúc ấy từ đây vào đó chẳng xa chẳng gần, thật là tiện lợi. Thúc Bảo vốn là người cẩn thận, trong lòng thầm tính toán: hôm nay mới là 14 mà phố phường đã đông đúc, sợ các bạn vào thành sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng biết đâu mà lường được. Mình lại công vụ chưa xong, nên tốt hơn cả hãy cứ bảo chủ quán rượu thịt bày ra rồi giữ chân bạn bè ở lại. Sáng canh năm ngày mai công vụ đã xong xuôi, chân tài đã được tự do, sẽ cùng các bạn đi xem hội đèn cũng đỡ lo hơn. Nghĩ vậy nên nghe chủ quán mời, Thúc Bảo lên tiếng: để đáp lại thịnh tình của chủ quán, anh em chúng tôi xin sẵn sàng ngồi vào bàn. Cứ thế mọi người uống thả cửa, mãi đến canh ba mới tàn, ai nấy cũng đều về phòng ngủ say như chết. Chỉ riêng Thúc Bảo không ngủ, trở dậy ra trước cửa. Chủ quán đang đôn đốc đầy tớ thu dọn bàn ghế bát đĩa phòng ăn, thấy vậy bèn hỏi: quý khách tòng sự tại nha môn nào? Thúc Bảo đáp: thủ soái phủ Sơn Đông Đạo Hành Đài vâng mệnh đến Trường An đem lễ mừng sinh nhật cho Dương đại nhân, ta cũng đang có việc hỏi chủ quán. Chủ quán đáp: xin ngài cứ dậy. Thúc Bảo nói: ta đã tới Trường An công cán mấy lần, phố xá phủ đệ đều có thể nhận ra vào lúc ban ngày, nay ta không thể chờ đến trời sáng, phải tới cửa Minh Đức, trong quán có vị nào biết đường thì xin nhờ dẫn hộ. Chủ quán chỉ một người đầu bếp già: lão bọc này tên là Đào Dung, đừng nói chi chuyện đường phố mà ngay cả chuyện lễ nghi xưng hô đều rất là thông thạo. Còn đây là tầng quý khách ở Sơn Đông, cần tới cửa Minh Đức để đem lễ mừng sinh nhật ở Việt Phủ, nhà ngươi hãy dẫn đường cho tầng quý khách. Đào Dung thưa: tầng quý khách nếu vẫn chưa đủ tay chân để sai phái thì tiểu nhân có chú em là Đào Hóa cũng có thể giúp tầng quý khách được thêm một tay. Thúc Bảo khen: mấy vị gia nhân này đúng là được việc lắm. Liền về phòng ngủ gọi hai người lính dắt ngựa, lấy hai quan tiền thưởng cho Đào Dung, Đào Hóa, rồi sai mở túi hàng ra đối chiếu với giấy tờ một lần nữa, chia ra làm bốn gói, giao cho hai người lính hai gói, giao cho Đào Dung, Đào Hóa mang đi, còn Thúc Bảo thì đi theo sau. Thừa dịp bạn bè còn ngủ, không nói cho ai biết,
ra khỏi Đào Gia Điếm, tiến ra cửa Minh Đức, chuyện không nói nữa. Lại nói việc quốc công Dương Tố vẫn là quan đầu triều hiện nay, được vua Văn Đế nhà Tùy sủng ái nhất mực. Vào lúc nhà Trần mất, Văn Đế đem đến trăm cung tần nhà Trần ban thưởng cho việc quốc công, vui cảnh già. Việc quốc công tuy là đại thần tước cao vọng trọng, nhưng cũng là một tài giang hùng có một. Một hôm, nhân vườn Tây hoa đơn hoa quế đang đua nở, bài yến tiệc mời bạn bè liêu thuộc yến ẩm, ai nấy cũng tìm đủ lời lẽ hoa mị để nịnh nót. Chỉ có riêng Lý Huyền Thúy thì nói: tướng công tước cao danh tiếng khắp thiên hạ, giờ có thiếu chi là thiếu một cái tai nghe của người già nữa mà thôi. Dương Tố hiểu ý, biết ngay là Huyền Thúy định nói mình là có quá nhiều hầu thiếp, chỉ sợ không được lâu dài, liền trả lời: lão già hay bà già thì cũng hết tuổi rồi, ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này. Sáng hôm sau, Dương Tố ra ngồi trước thềm cao của hậu đường, mở hết cửa ngõ, bình phong trong ngoài, sai người truyền lời đến các hầu thiếp: tướng công nghĩ đến các người phục dịch đã lâu ngày, chăm chỉ vất vả, chỉ sợ sẽ làm lỡ mất tuổi thanh xuân. Nay tướng công đang ngồi ở thềm cao ở hậu đường, xin mời ra hết ở hậu đình. Người nào nguyện ý muốn tìm nơi tìm chốn yên bề gia thất thì xin đứng về bên trái của thềm, còn người nào không muốn thì xin đứng về phía bên phải. Hầu thiếp nghe nói thế, khác nào là được chim sổ lòng, từng đoàn từng đoàn từng lũ như là ong kéo ra hết để ý kiến. Dương Tố đang ngồi trên thềm cao lớn tiếng: ta vừa sai người mời các người đến đây, ai nấy cũng đã đều biết rõ cả rồi. Người nào chọn đường nào cho thật kiên định, ta sẽ có cách để cư xử. Hầu thiếp lâu nay trong phủ phục dịch, duy chỉ có đơn phu nhân là chính thất, còn có chỗ yên ổn, bằng lòng thỏa chí. Hàng trăm người khác thì quá nửa đều là quỳ ở phía bên trái thềm. Dương Tố quay đầu nhìn lại, vẫn thấy còn hai người. Một là Lạc Xương công chúa, em của Trần hậu chủ, chuyên việc vác kiếm đứng hầu. Người thứ hai chuyên cầm phất trần, họ Trương tên Xúc Trần. Cả hai đều nhan sắc hơn người, thông minh có một, cũng đều đáng bậc nghĩa hiệp trong đám mày ngài. Dương Tố hỏi: hai người chọn đường nào, hoặc phải hoặc trái, phải chọn lấy một. Hai người nghe theo quỳ xuống trước mặt Lạc Xương, nước mắt ngắn dài mà không nói, chỉ Xúc Trần thưa rằng: ơn tướng công xưa nay khó sánh, cho chúng tôi được tìm chốn lập gia thất để tình nguyện lâu dài. Người xưa nói: thụ ân thăm xứ cách vi gia, nơi nào chịu ơn sâu thì nơi ấy sẽ là nhà. Huống nữa tiện thiếp vốn không phải không nhà, nhưng chỉ vì thiên hạ không người mà thôi. Dương Tố nghe thấy thế gật đầu khen, rồi lại hỏi Lạc Xương: còn khanh vì cớ gì mà bi thương sầu não đến thế? Công chúa đem chuyện ngày trước đã từng lấy từ Đức Ngôn, hai người trước khi chia tay đã đập gương chia đôi, hẹn ngày tìm nhau như thế nào kể lại một lượt. Về sau từ Đức Ngôn làm mạc tôn ở dưới trướng. Về sau từ Đức Ngôn làm mạc tôn ở dưới trướng, vợ chồng nhờ mảnh gương vỡ đó mà lại đoàn tụ, nhưng đó là chuyện sau này. Lúc này Dương Tố nghe Lạc Xương nói thế, cũng than thở ngắn dài, cho cả hai đứng dậy, sai quan tổng quản xếp hẳn nhà riêng trong nội phủ cho ở. Lạc Xương cùng từ Đức Ngôn chia nhau mỗi người một nửa mảnh gương, hẹn nhau đến ngày rằm thì đem ra chợ Kim Thành để tìm nhau. Lúc Lạc Xương kể chuyện trên đây là khi họ chưa tìm được nhau, đây chính là điển gương vỡ lại lành. Lúc này bọn người quỳ ở bên trái thềm có tới 40-50 người, đều thả cho ra tự tìm lấy nơi chốn, tự lo lấy đường chồng con. Ai có vàng bạc trang sức quần áo của riêng gì khác đều cho mang đi theo. Ai nấy cũng đều quỳ lại cảm ơn, khóc mà ra khỏi cửa. Dương Tố thấy hàng hàng lũ lượt mặt hoa da phấn cứ kéo nhau ra khỏi phủ,
lòng cũng thấy thanh thản. Từ đấy Lạc Xương cùng xuất trần, được cử làm nữ quan, côi cai quản hai hàng tả hữu Kim Thoa. Quan Âm thấm thoát đã đến ngày Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày lễ sinh nhật Dương Tố. Từng đoàn các quan viên từ lớn tới nhỏ, hầu khắp thiên hạ, không ai là không tới phủ lễ mừng. Chính lúc này Lý Tĩnh đang ở trong Trường An, biết có lễ này cũng tìm đến ý kiến, vừa là hiến kế sách của mình. Đến cửa phủ được quản gia mời vào ngồi chờ ở phòng ngoài. Vì Dương Tố chưa tiếp khách, viên sai quan trưởng sử đang bận tiếu tích, khách ngồi chờ đã đông nghịch. Lý Tĩnh bước vào thấy ở bàn phía tây có một người trai trẻ dáng cao lớn khác thường, lưng hổ tày gấu đang ngồi. Lý Tĩnh thoạt nhìn vội lại vái chào: "Đại huynh là người vùng nào vậy?" Người này cũng đứng dậy đáp lễ rồi trả lời: "Tiểu đệ là người ở Sơn Đông." Lý Tĩnh đáp: "Xin được biết quý tính cao danh." Người kia đáp: "Tiểu đệ họ Tần tên Huynh." Lý Tĩnh tiếp lời: "Thì ra đại huynh là Tần Thúc Bảo ở Lịch Thành." Thúc Bảo liền hỏi: "Xin được hỏi họ tên của đại huynh." Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ là Lý Tĩnh ở Tam Nguyên." Thúc Bảo cũng tiếp: "Quả ra dược sư đại huynh, tiểu đệ từ lâu đã được nghe danh." Hai người đứng dậy vái chào nhau lần nữa, rồi cùng dắt tay nhau ngồi xuống. Chuyện lại tiếp tục. Thúc Bảo hỏi Lý Tĩnh hiện đang ở đâu. Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ hiện ngụ ở ngay trước phủ đệ, ngõ Tây Minh, nhà thứ ba." Hai người đang mặn mà trò chuyện thì phía nội phủ đã thấy tiếng trống mở cửa phủ đệ giống giả. Quan trưởng sử bước vào, giọng từ tốn rõ ràng: "Ngày nào là Lý Tĩnh ở Tam Nguyên, có lệnh vào làm lễ tương kiến." Lý Tĩnh nói với Thúc Bảo: "Tiểu đệ phải đi bây giờ, không được ngồi hàng quyên với đại huynh nữa. Nhưng tiểu đệ đang còn nhiều điều cần nói với đại huynh. Nếu như đại huynh không thèm bỏ qua thì muôn vàng lần xin mời đại huynh hãy tới nơi ở của tiểu đệ, rồi ta cùng nhau đàm đạo." Thúc Bảo nhận lời, Lý Tĩnh liền cùng viên trưởng sử đi vào nội phủ. Dương Tố lâu nay vẫn thường không chịu giao tiếp với đồng liêu, văn võ bá quan, vì vậy ít người được gặp mặt. Nay vì cớ gì lại sốt sắng tiếp Lý Tĩnh? Cũng bởi ngày trước thân sinh Lý Tĩnh là Lý Thụ, bạn đồng liêu của Dương Tố. Lý Tĩnh vì vậy được Dương Tố xem như hàng con cháu. Lâu nay lại nghe thiên hạ đồn Lý Tĩnh là bậc thiếu niên anh tuấn, vì vậy mới được Dương Tố tiếp đãi đặc biệt như vậy. Quan trưởng sử dẫn Lý Tĩnh vào. Lý Tĩnh nhìn lên đã thấy Dương Tố ngồi trên sập lót đệm gấm, đầu đội mũ đính đủ 7 viên ngọc như ý. Mình mặc áo cừu có thiêu hình rồng ẩn hiện trong mây ngũ sắc, tay cũng cầm hộp đính ngọc như ý. Phía sau giường đủ 12 nữ quan, đội mũ giác ngọc đính lông chim phỉ đứng hầu. Xung quanh sảnh phía dưới thềm số hầu gái đếm không hết, thấp thoáng trước những màn gấm buông từ trần nhà tới sát nền, trải thảm dạ sặc sỡ. Lý Tĩnh cũng bàng hoàng chắp tay lại chào. Thiên hạ đang hồi loạn lạc, anh hùng khắp nơi chen vai thích cánh nổi dậy, tưởng đại nhân là bậc quan chủ tể của triều đình nên quan tâm đến việc thu nạp hào kiệt bốn phương, chứ không nên ngồi một chỗ mà tiếp đãi khách khứa như thế này. Dương Tố vội đứng dậy tạ lỗi rồi cùng Lý Tĩnh hàn huyên. Người hỏi người đáp, chuyện liên miên mãi không dứt ra được. Dương Tố thích lắm, muốn giữ Lý Tĩnh lại làm quan ký thất cho mình, nhưng còn giữ ý chưa có nói ra, vì đã lâu lắm lại mới có dịp gặp lại Lý Tĩnh. Trong lúc nói chuyện thế, có một trong số nữ quan cầm phất trần đứng hầu, mấy lần cứ đưa mắt nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đường đường là một bậc hào kiệt, nào phải nhỏ dại gì nữa. Thấy có bậc khuynh quốc đã để ý tới, cũng mấy lần đưa mắt ý tứ xem xét, nhưng nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi. Trời đã gần trưa, Lý Tĩnh đứng dậy bái từ. Dương Tố cũng lấy nghĩa cha chú, sai người cầm
Phất Trần đưa tiễn Lý Tĩnh ra cửa. Trương Xuất đưa Lý Tĩnh ra ngoài cửa, gặp quan trưởng sử bèn hỏi: "Đại nhân truyền hỏi rõ Lý tiên sinh hiện ngủ ở đâu, vào thưa lại ngay cho đại nhân." Quan trưởng sử hỏi rõ ràng, quay lại trả lời. Nghe xong, Trương Xuất Trần mới quay vào bên trong. "Hãy khoan nói chuyện về Lý Tĩnh, về nơi ở. Hãy kể tiếp chuyện thúc bảo đem lễ vật vào Dương phủ. Thì ra là lễ vật của các phiên trấn ngoài biên đem vào phủ đều được giao cho các liêu thuộc thu nhận. Dương Tố không tận mắt nhìn đến, việc nạp các lễ vật này không phải dễ. Trừ các biểu mừng, thư mừng, văn thơ ca ngợi, còn các loại lễ vật khác, thứ nào bọn liêu thuộc không vừa ý thì cũng hạch sách, quát nạt đủ điều. Cũng may cho thúc bảo lễ vật của vùng Sơn Đông lại do ký thất Lý Huyền Thúy thu nạp. Vừa nhận ra thúc bảo đến, Huyền Thúy vội vàng xuống thềm đón, mừng rỡ khôn ngờ. Thúc bảo dở biểu mừng đồ lễ, Huyền Thúy xem qua, gọi người đến thu nhận nhanh chóng, rồi mời thúc bảo ra hiên sau, gọi người đem rượu ra mời, kể lễ từ ngày chia tay nhau ở Lộ Châu. Thúc bảo cũng đem chuyện gặp gỡ Vương Bá Đương và cùng đến Trường An như thế nào đều kể rõ một lượt, rồi nói tiếp: "Những sợ hiền huynh công việc ký thất bận rộn nên không dám tự tiện đến mà hàn huyên." Lại tiếp: "Vừa rồi tiểu đệ có gặp được Lý Tĩnh, quả là dung mạo phi phàm, phong từ trác việt, vừa mới gặp nhau ngoài cổng phủ mà đã như quen biết lâu ngày. Tiểu đệ ở đây ra đã hẹn sẽ đến nơi ở của Lý Tĩnh để cùng nhau trò chuyện. Vì vậy công văn trả về Sơn Đông và thư từ hiền huynh cần gửi, làm nhanh cho tiểu đệ thì hay quá." Huyền Thúy nghe nói thế, liền sai cô hầu gái mặc áo xanh rót thêm rượu, rồi tự mình ngồi vào án làm công văn viết thư. Một lát sau đưa cho thúc bảo, gửi lời chào Bá Đương, vì công việc bận rộn nên không thể nào gặp được. Thúc bảo từ biệt Huyền Thúy, tìm đến ngõ Tây Minh, vào gặp Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mừng rỡ: "Đại huynh thật là người biết giữ chữ tín." Ngồi đâu đó rồi Lý Tĩnh hỏi: "Năm nay đại huynh được bao nhiêu tuổi?" Thúc bảo đáp: "Tiểu đệ đã 24 tuổi Lý Tĩnh hỏi tiếp: "Đại huynh vào Trường An lần này có bạn bè đi cùng hay không?" Thúc bảo ý cũng không muốn nói rõ bốn người bạn kia của mình nên chỉ đáp: "Tiểu đệ vâng lệnh đi công cán, chỉ đem theo 2 tên lính chứ không hề có bạn bè nào đi theo. Nhưng tại sao đại huynh lại hỏi như thế?" Lý Tĩnh đáp: "Tiểu đệ tùy phiêu bạc giang hồ, nhưng phàm sách vở của Bách Gia Chu Tử, cửu lưu dị thuật, không cái gì là không để ý xem xét. Nhất là phép xem tướng thì rất thành thạo. Xem tướng của đại huynh thì năm nay ẩn đường hữu sự, mà vùng dưới hai con mắt có hắc khí tương tụ, sợ sẽ hoạn nạn sớm, cho nên không thể không nói. Ngày sau đại huynh sẽ là tay chân đắc lực của nước nhà, cho nên mỗi việc cần phải cẩn trọng. Tiểu đệ hôm vừa rồi có xem thiên văn, thì vào lúc canh ba ngày 15 tháng giêng, sao tuệ sáng quá mức thường, đó là điềm có nạn binh đao, khói lửa sẽ gây tai họa không chừng cho trăm họ. Nếu đại huynh cùng bạn bè tới kinh thì nhất thiết đừng ham xem hội qua đăng. Nhược bằng đã lĩnh được công văn rồi thì tốt hơn hết là nên lên đường trở về ngay Sơn Đông." Những lời này của Lý Tĩnh khiến thúc bảo dựng cả tóc gáy, nghĩ ngài tới bọn Tề Quốc Viễn, sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra không, nên vội vàng từ giả Lý Tĩnh để tìm về quán trọ. Lại nói Trương Xuất Trần, sau khi quan trưởng sự báo lại rõ ràng, trở vào trong lòng thầm nghĩ: "Trương Xuất Trần ta ở trong phủ này quan sát người cũng nhiều, nhưng chưa thấy ai là bậc thiếu niên hào kiệt như người này. Thật là đúng hơn hẳn mọi người. Mai kia tướng Đường Công Danh nhất định không thèm ở dưới bậc của Dương đại nhân. Vừa rồi nghe Lý tiên sinh trò chuyện thì biết ngay chưa có gia thất. Nếu ta tìm đến nâng khăn sửa túi, mai sau chẳng nên chuyện gì. Không nhìn ngó đến thân này thì ta sẽ tìm đến chốn khác mà yên thân.
chẳng nhẽ thiên hạ không còn người nữa hay sao? Nếu người này mà vẫn không xong bề gia thất thì quả là việc trăm năm khó mà lo cho trọn vậy. Chi bằng nhân đêm nay ta không phải buổi hầu, trong phủ lại mở yến tiệc ca hát, ta sẽ lén đến chỗ ngụ để gặp gỡ Lý tiên sinh xem sao, có phải tốt hơn không? Chủ ý đã định liền sắp đặt mọi thứ, khóa kỹ gương hòm, lấy ra một tấm lụa mỏng, viết một thiếp gửi lại cho Dương đại nhân, đặt lên trên án thư chậm kỹ lưỡng. Lại sợ lính tuần ngoài phố sẽ ngăn trở, bèn quay trở lại lấy trộm binh phù, cải trang làm một viên nội quan trong phủ Dương đại nhân, cầm một chiếc đèn lồng dáng điệu đàng hoàng đi ra khỏi phủ. Mới đi được một quãng thì đã thấy ba bốn tên lính tuần đến hỏi: "Quan nhân đi đâu vào lúc này?" Xuất Trần đáp: "Ta là nội quan trong Dương phủ, có công vụ khẩn thiết tìm đến doanh trại để lấy ngựa đi, các anh hỏi để làm gì?" Bọn tuần binh đáp: "Chúng tôi phải hỏi kỹ, sợ có điều gì nghi ngại chăng?" Nói rồi bọn này gõ chiên ầm ĩ bỏ đi. Một lát sau đã tìm thấy ngõ Tây Minh. Xuất Trần lần ra nhà thứ ba thì đó là một nhà lầu to lớn. Vội gõ cửa, chủ nhà mở cửa ra, nhìn kỹ một hồi rồi hỏi: "Huynh ông tìm ai ở đây?" Xuất Trần đáp: "Lý tiên sinh người Tam Nguyên ngủ ở đây phải không, thưa chủ nhân?" Chủ nhà đáp: "Xin mời đi vào cửa phía đông, ngay phòng đầu tiên là phòng của Lý quý khách." Xuất Trần nghe nói thế vội bước vào. Lúc này Lý Tĩnh ăn xong bữa tối đã lâu, đang ngồi trong phòng dưới đèn nghiền ngẫm quyển binh thư của Long Mẫu tặng dạo chàng đi làm mưa thay cho Long Vương. Nghe tiếng gõ cửa vội mở ra nhìn, chỉ thấy mũ đen láng, mày thúy tóc cao, gương mặt sáng, áo tía đai mềm, phục trang duyên dáng, hé môi đào, phấn mờ lấp loáng, tay nắm binh phù ân cần dặn, nghi ngờ nào hết, lòng này khó đoán. Xuất Trần điềm tĩnh đi vào, đặt nhẹ nhàng binh phù lên trên bàn, cùng Lý Tĩnh vái chào nhau xong, rồi cùng ngồi. Lý Tĩnh lên tiếng hỏi: "Quý khách ở đâu lại, có việc gì để dạy bảo?" Xuất Trần đáp: "Tiểu đệ họ Trương, làm nội quan trong Dương phủ, được lệnh của Dương đại nhân sai tới đây." Lý Tĩnh vẫn khăng khăng: "Vậy quý quan có điều gì chỉ giáo?" Xuất Trần đáp: "Vừa rồi Dương đại nhân có cho gọi tiểu đệ lên và dạy rất nhiều điều, xin cứ từ từ rồi sẽ thưa lại. Tiên sinh vốn là bậc nhìn xa trông rộng, thông minh khác thường, xin tiên sinh hãy thử đoán xem có chuyện gì. Nếu tiên sinh đoán đúng được thì tiểu đệ xin hoàn toàn phục tiên sinh, thật đúng là bậc hào kiệt trên đời." Lý Tĩnh băn khoăn: "Như thế này thì càng lạ hơn nữa, làm thế nào mà tiểu nhân này có thể đoán được?" Lý Tĩnh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp: "Tiểu nhân sáng nay vừa vào phủ bái yết Dương đại nhân, ngài tiếp đãi rất ân cần, chuyện trò rất thân mật, nhưng không hề thấy Dương đại nhân nói gì về cuộc gặp gỡ này cả. Hay đại nhân vừa nảy ra ý sai quý quan ra mời tiểu nhân làm ký thất ở trong dinh?" Xuất Trần đáp: "Dương phủ tuy giấy tờ sổ sách rất nhiều, nhưng cũng đã có tới 120 người lo liệu việc này rồi, đều là những bậc tài nghệ trong đám chữ nghĩa, cũng có thể gánh vác được công việc. Dương đại nhân không hề có ý định đem cái tài vùng vẫy của tiên sinh ép vào đám liêu thuộc lặt vặt ấy. Tiên sinh đoán sai rồi, xin tiên sinh hãy nghĩ lại xem." Lý Tĩnh nói: "Đã không phải thế, hay Dương đại nhân cần tiểu nhân để đến một nơi nào làm thuyết khách cho đại nhân chăng? Để may ra có thể đem lại mưa thuận gió hòa cho bầu không khí chính trị của quốc gia này chăng?" Xuất Trần đáp: "Cũng không phải." "Thôi để tiểu đệ thưa vậy. Đại nhân có một tiểu thư nói giỏi, tài mạo song toàn, tuổi vừa cập kê, đại nhân rất quý không muốn gả khỏi cửa. Nài thấy tiên sinh anh hùng trác việt, nếu kén sể tài thì thiên hạ không ai bằng tiên sinh. Vì vậy đã sai tiểu đệ đến đây nói rõ cho tiên sinh biết ý đồ của đại nhân." Lý Tĩnh nghe thấy thế bèn băn khoăn:
Nếu có chuyện này thì cũng thật khó nói. Tiểu nhân hiện giờ bốn biển là nhà, chẳng khác gì cánh bèo, chẳng bám vào đâu. Lại thêm chí này chưa toại, đâu đã phải lúc nghĩ đến chuyện gia tư. Dù được Dương đại nhân chọn lựa, nhưng đâu phải là chỗ môn mi tương xứng, quý tiện khác xa, xem ra không thể chấp nhận. Xin phiền quý quan vì tiểu nhân mà kiếm lời mềm mỏng từ chối hộ cho. Xuất Trầm đáp: Tiên sinh không nên nói lời từ chối. Dương đại nhân hiện là trọng thần của nhà vua. Một lời nói ra khiến một người như tiên sinh có thể vinh mà cũng có thể nhục. Nếu tiên sinh chịu nhịn nhục ít nhiều mà bước vào cửa phú quý thì quả là phú quý không thể lường sẽ đến với tiên sinh. Xin đừng khư khư giữ nếp xưa mà cự tuyệt vội. Tiên sinh hãy thận trọng, nghĩ đi nghĩ lại cho. Lý Tịnh nói: Phú quý của con người là điều không phải cầu mà được, nhân duyên cũng là điều không thể đi ngược lẽ thường. Xin hãy cứ để chờ cho ít lâu xem sao. Còn nếu như có sự bức bách thì tiểu nhân xin đi ngay. Lại phiêu bạc giang hồ, nay tề mai sở. Xuất Trần nghiêm sắc mặt rồi nói: Tiên sinh không nên vội vã nói những điều khinh suất như vậy. Tiểu đệ sẽ trở lại phủ tâu lại những lời vừa rồi của tiên sinh. Dương đại nhân nhất thời sẽ nổi giận, thì dẫu tiên sinh có cánh đi chăng nữa cũng khó mà giữ nổi tính mạng. Lý Tịnh biến sắc đứng dậy nói: Quý quan là bậc thầy, thay mặt Dương phủ xin quý quan đừng có dọa người. Lý Tịnh, tôi không phải là kẻ dễ run sợ. Mặc cho tiếng lớn quyền cao của thầy trò quý quan, ta cũng xem như là tượng gỗ. Còn về chuyện này thì dẫu đầu có rơi chăng nữa, ta cũng quyết không nghe theo. Hai người đang lúc to tiếng thì có một khách trọ ngay phòng bên đẩy cửa bước vào, chắp tay vái chào lia lịa rồi hỏi: Vị nào là dược sư đại huynh? Lý Tĩnh lúc này lửa giận vẫn chưa nguôi nên đáp luôn: Chính là tiểu đệ. Xuất Trầm chú ý nhìn người khách mới vào rồi chắp tay từ tốn hỏi: Xin được biết quý tính. Khách mới vào đáp: Tiểu đệ họ Trương. Xuất Trầm buộc miệng: Thiếp cũng họ Trương. Nói xong Xuất Trầm biết lỡ lời vội lắp liếm: Vâng, tiểu đệ họ Trương. Nếu như quý khách không chê, xin nguyện kết làm anh em. Khách nghe nói thế lại đưa mắt nhìn kỹ một lần nữa rồi cất tiếng cười lớn: Tiểu đệ với Trương Hiền đệ mà kết làm anh em thì thật là tuyệt diệu. Lúc này Lý Tĩnh mới hỏi khách: Xin cho được biết cao danh của Trương đại huynh. Khách đáp: Tiểu đệ là Trọng Kiên. Lý Tĩnh chắp tay kính cẩn hỏi: Có phải đại huynh là Cầu Nhiệm Công hay không? Khách đáp: Đúng rồi, tiểu đệ vừa mới đến trọ ở giang bên, tai nghe hai vị trò chuyện biết là đại huynh dược sư nên vội sang mà gặp mặt. Nhưng điều bàn cãi giữa hai vị tiểu đệ nghe rõ cả. Nhưng có điều Trương Hiền đệ hoàn toàn không phải vì Lý đại huynh mà chấp kha phạt mộc, mà phải thấy cho rõ tâm sự của Trương Hiền đệ. Nếu không có cái sắc sảo của tiểu đệ thì xin để tiểu đệ nói ra vậy. Tiểu đệ xin sẵn sàng đứng ra làm cái việc chấp kha phạt mộc cho hai vị đó có được hay không? Cầu Nhiệm Công. Cầu là con rồng có sừng, nhiệm là râu tốt, công là từ xưng hô có ý kính trọng. Xuất Trần đáp: Gốc tích của tiểu đệ Trương đại huynh đây rõ cả, tiểu đệ cũng không dám giấu nữa. Rồi đứng nép vào góc nhà, kéo cánh cửa che kính, mở khăn đen trên đầu, cởi áo giả trang quay ra rồi nói: Thiếp chính là nữ quan trong Dương phủ, nhận thấy Lý đại nhân dung mạo khác thường, nguyện ý cũng muốn gửi thân suốt đời, vì vậy cũng không lấy việc tự đến để làm thẹn, nên nhân đêm tối đã đến đây. Trọng Kiên nghe nói thế vỗ tay ca ngợi tận tình. Còn Lý Tĩnh thì hỏi: Vậy có phải người cầm phất trần ban sáng trong Dương phủ có phải là người hay chăng? Nếu Hiền Khanh đã có ý định tốt lành đến thế, sao không nói ngay từ ban đầu, làm cho ta phải băn khoăn lo lắng đến đứt cả ruột? Xuất Trần đáp: Chỉ vì chàng có con mắt không tin, chẳng như Trương đại huynh đây đã sớm nhận ra ngay.
chẳng đến nỗi thiếp phải múa máy ba tấc lưỡi mãi mà không xong. Trọng Kiên cười nói, thôi vợ chồng hãy đừng ngồi rỗi nữa, mau mau phải làm lễ bái tạ trời đất, để tiểu đệ đem tiệc rượu đã bày sẵn bên kia sang đây để làm tiệc qua chút động phòng, rồi làm vài chén cho càng thêm vui, liệu có nên hay chăng? Cả hai nghe nói thế vội vàng xếp đặt làm lễ tạ ơn trời đất. Xuất Trần lại đội khăn đen, mặc áo nội quan vào. Lý Tĩnh bèn nói, Hiền Khanh còn ăn mặc những thứ ấy vào để làm gì? Xuất Trần đáp, lúc nãy đi vào đây mọi người thấy là nội quan, nay lại thấy là phụ nữ thì nhất định là không xong với họ rồi. Lý Tĩnh gật gù đáp, đúng là phụ nữ tinh tế lắm. Trọng Kiên liền gọi đầy tớ đem rượu sang, mọi người nâng chén chuyện trò, rượu được ba chén. Xuất Trần hỏi Trọng Kiên, đại huynh bao giờ thì lên đường? Trọng Kiên đáp, mọi chuyện đã xong hết cả, ngày mai ta sẽ đi. Xuất Trần nghe nói thế liền đứng dậy nói với Lý Tịnh, nhờ chàng tiếp hộ Trương đại huynh uống thật say, thiếp xin vắng mặt một lát sẽ về ngay tức khắc. Lý Tịnh đáp, cái này cũng kỳ, giờ này còn đi đâu nữa hả Hiền Khanh? Xuất Trần đáp, việc này thì chàng chẳng cần phải đoán mò, chỉ một chốc là sẽ thấy ngay. Nói rồi lại châm đèn lồng đi ra phía cửa. Lý Tĩnh thấy vậy lòng rất đổi hoang mang. Trọng Kiên trấn an, người con gái này cử chỉ khác thường, cũng là rồng là hổ trong đám người thường đấy, nhất định về ngay bây giờ đấy mà. Hai người vừa trao đổi với nhau vài câu chuyện thì đã nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí vang. Xuất Trần đã về trước cửa phòng. Trọng Kiên hỏi, Hiền muội vừa đi đâu về thế? Xuất Trần đáp, thiếp đã gặp được Lý Dược Sư đây, coi như đã có chỗ nương thân. Suốt đời vốn không phải là chuyện ham muốn trai gái, đêm nay lợi dụng có binh phù trong tay, vừa rồi mới đến doanh trại của Trung quân lấy được ba con ngựa tốt. Chúng ta hãy uống rượu xong, tất cả hãy thu xếp ra ngay khỏi thành. Đã có binh phù đây, quân tướng coi thành cũng chẳng dám gây khó dễ. Chúng ta sẽ mượn sức ngựa trở về Thái Nguyên, có phải là tiện lợi cả đôi đường hay không? Hai người nghe Xuất Trần nói thế đều tán thưởng hoàn toàn. Ăn uống xong lập tức thu dọn hành lý từ tạ chủ nhân, cả ba lên ngựa đường dài thẳng bước rủi dông. Sáng ngày hôm sau, Dương Tế không thấy Xuất Trần vào phủ hầu, lập tức sai người đi tìm thì thấy ở nhà riêng, từ tư trang đến quần áo tế nhuyễn đều không hề suy xuyển, kê khai rõ ràng, lại có cả thư trình cho Dương Tố để lại trên án thư. Sai quan lấy về đưa lên, Dương Tố đọc thì thấy phủ Việt quốc hầu gái cầm chổi, đó là Trương Xuất Trần, cúi đầu kính bẩm, thiếp vốn bồ liễu phận hèn, gặp mai nương nhờ cử quý, tuy không được như A Kiều trong nhà vàng, cũng tạm gọi là tiểu tú trên mâm ngọc. Thế thì có gì bất mãn mà nuôi lòng ra đi? Thiếp từ bé đã học được thuật lạ xem tướng của Lý Chân Quân, dùm đôi mắt sáng thấu kẻ anh hùng, có thể nào rằng dùm cỏ dại dựa chòi lan, dây đằng nương khóm trúc, tránh được tiếng làm vợ kẻ ngốc, vớ phải chồng đần mà thôi. Cơ trời đã đến không thể ngồi yên, nay ra đi cử chỉ minh bạch, không hề bận thối dâm bôn như lũ gái thường, xin kính bẩm. A Kiều, Hán Vũ Đế khi còn làm thái tử, có người muốn gả con gái tên A Kiều cho, hỏi có muốn lấy A Kiều hay không. Vũ Đế đáp, nếu lấy được A Kiều sẽ đúc nhà vàng cho nàng ta ở. Tiểu tú thì chưa có rõ tích nào. Dương Tố xem xong thì lòng lấy làm thanh thản, biết rõ Xuất Trần là kẻ anh hùng, nên dặn kẻ dưới không được làm ầm ĩ, không được đem làm chuyện bàn tán lôi thôi. Nhưng không biết về sau chuyện sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.